Y Đạo Quan Đồ, trương Nhất châm. Chương 2381, Thiêu thân lao đầu vào lửa 4. Cảnh quan phụ trách xử lý vụ án này tới chỗ Tần Chấn Đường để tìm hiểu tình huống. Tần Chấn Đường đưa ra kết luận, bên trong xe là Trương Dương và Hà Vũ Mông. Tần Chấn Đường đoán không sai, nhưng hắn không đưa ra được chứng cớ, cảnh sát làm việc cần chứng cớ. Trương đại quan nhân quả thực sau khi xe cứu hỏa rơi xuống nước thì dẫn Tần manh manh thuận lợi thoát dọc theo hà đạo lặn đến hạ du, xác định chung quanh an toàn mới lên bờ sông. Hai người tới bãi sông, lúc này trời đã đầy sao, gió thu thổi tới, tần manh manh bị nước lạnh kích thích lại bị gió thổi qua lại thổi qua. Liên tiếp hắt xì mấy cái. Trương Dương không nói gì, chỉ vươn tay ra lặng lẽ tóm huyệt nhu đề của cô ta, một dòng nước ấm được đưa vào bên trong kinh mạch của cô ta, tần manh manh chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như có xuân phong thổi qua, hàn ý vừa rồi trong khoảnh khắc đã không thấy đâu hai người đi vào rừng cây phía trước, Trương Dương cởi quần áo cứu hỏa ra, Tần Manh Manh cũng học theo hắn, lại phát hiện quần áo trên người mình bởi vì hoàn toàn ướt đẫm mà dính chặt lên người, đường cong linh lung hiện hết. Trương Đại Quan Nhân tất nhiên cũng lưu ý tới điểm này, nhìn thấy thân thể mềm mại núi non phập phồng của Tần Manh Manh, trong lòng không khỏi nóng lên, có điều thằng cha này vội vàng quay mặt đi. Để tránh Tần Manh Manh hiểu lầm mình có ý đồ không an phận với cô ta. Tần manh manh xấu hổ dẫy khỏi tay hắn, cắn cắn môi nói, kế tiếp chúng ta sẽ chạy đi đâu. Trương Dương nhìn nhìn phía sau, tần chấn đường sẽ không chịu để yên đâu, anh thấy hắn không lâu nữa sẽ đuổi tới, chúng ta hay là mau ly khai nơi này. Trương Dương biết tần chấn đường khẳng định sẽ triển khai lùng bắt. Hiện tại muốn đưa tần manh manh ra khỏi kinh thành cũng không phải dễ dàng. Mà hiện giờ không thể đưa tần manh manh ra thì phải tìm một nơi ổn thỏa để giấu cô ta. Trương Dương đầu tiên nghĩ tới Hương Sơn Biệt Viện nhưng hắn lập tức phủ quyết suy nghĩ này mấy nơi hắn thường tới người khác đều rõ như lòng bàn tay tần manh manh tới đó cũng không an toàn phía văn gia cũng không cũng không là tuệ ninh tuy rằng từng giúp tần manh manh nhưng trong lòng bà ta chưa chắc đã thực sự muốn giúp tần manh manh thân phận hiện tại của tần manh manh là quốc tịch mỹ đưa tới sứ quán mỹ vẫn có thể xem là một biện pháp rất tốt nhưng hắn có thể nghĩ đến thì người khác nhất định cũng có thể nghĩ đến nếu như tần chấn đường mai phục trên đường tới sứ quán mỹ chỉ sợ tần manh manh chưa chui vào được đó đã bị bắt rồi. Lợi dụng quan hệ ngoại giao để đe dọa tần chấn đường chỉ có thể tạo được tác dụng ngắn ngủi, tuyệt đối không giải quyết được vấn đề căn bản, chỉ cần tần chấn đường bắt được tần manh manh, sẽ có biện pháp chứng thực thân phận chân chính của cô ta. Audio điện tử võ tấn bền Trương đại quan nhân nghĩ tới nghĩ lui, mấy bằng hữu của hắn ở kinh thành phần lớn là con cháu trong quan trường, bất kể đưa tần manh manh tới đâu cũng đều không ổn thỏa, cuối cùng hắn nhớ tới lão gia tử sử thương hải của bát quái môn, lão gia tử này cực kỳ thích hắn, hơn nữa giữa sử thương hải và tần manh manh không hề có quan hệ gì, người khác sẽ không nghĩ đến tần manh manh ẩn thân ở trong bát quái môn, đưa cô ta tới đó vẫn có thể xem là một lựa chọn tuyệt hảo. Tần chấn đường đương nhiên sẽ không cứ vậy từ bỏ, hắn thuyết phục cảnh sát, xuất động cảnh khuyển, dọc theo bách tế cử một đường tìm kiếm. Cuối cùng ở chỗ cách nơi xe cứu hỏa rơi xuống hơn 5 dặm dặm thì phát hiện manh mối, Cảnh Huyền ở trong rừng tìm được hai bộ quần áo cứu hỏa được cởi ra, còn người thì không biết đã đi đâu mất rồi. Tần Chấn Đường tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, thằng ôn Trương Dương này thật sự là quá giảo hoạt, không ngờ có thể nghĩ ra phóng hỏa để chế tạo hỗn loạn, nhân cơ hội đào tẩu, hắn trong lòng thầm hạ quyết tâm, chỉ cần để tao tìm được mày, tuyệt đối sẽ cho mày biết tay. Nhưng khi Tần Chấn Đường đang nảy sinh suy nghĩ ác độc thì cảnh sát đã có tin tức của Trương Dương, Trương Đại quan nhân không ngờ nghênh ngang xuất hiện ở hiện trường đám cháy, không ai biết hắn từ đâu chui ra, ở hiện trường có quân nhân, cảnh sát và không ít người xem náo nhiệt, nhưng không ai phát hiện hắn ở đây từ lúc nào, rốt cuộc là từ phế tích hỏa hoạn chui ra hay là từ trong đám người đi ra. Trương Dương chủ động tìm cảnh sát phụ trách chuyện này. Cảnh sát và quan binh phòng cháy đều cảm thấy bực bội, vừa rồi bọn họ cẩn thận điều tra hiện trường, không hề phát hiện trong đám cháy còn có người, hỏa hoạn lần này đã thiêu rụi cả tiểu lâu có điều cũng may không có bất kỳ thương vong nào. Trước khi Trương Dương hiện thân, người mất tích tổng cộng có hai người, một vị là Hà Vũ Mông, một người tất nhiên chính là Trương Dương. Cảnh quan phụ trách vụ án hỏi, đồng chí Trương Dương, anh vì sao muốn cướp xe cứu hỏa, công kích đội viên phòng cháy và cảnh sát? Trương đại quan nhân rất đúng lý hợp tình nói, con mắt nào của anh thấy tôi đoạt xe cứu hỏa. Sau khi hỏa hoạn phát sinh tôi vẫn luôn chờ đám người này các anh tới cứu tôi, Lửa bé như thế mà các anh cứu mất hơn 2 giờ, hơn nữa không ai kịp thời cứu viện, chờ các anh dập tắt lửa thì tôi đã thành lợn quay rồi, cho nên tôi đành đội khói mà ra, vừa ra xong đấy. Mấy cảnh sát chung quanh nhìn nhau, không ai tin lời nói của Trương Dương, có điều hai người cướp xe cứu hỏa tất cả đều mặc quần áo cứu hỏa, hơn nữa bọn họ đeo mặt nạ bảo hộ, không ai thấy rõ tướng mạo của hai người, cho nên không ai có thể xác định người cướp xe chính là Trương Dương. Cảnh sát nói, rốt cuộc là sao? Trương Dương nói: "Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, chủ nhân của căn biệt thự này là Hà Vũ Mông, người ta ủy thác tôi chiếu cố nơi này, được người ta nhờ thì phải là giúp. Khi tôi tới xem bên này thế nào thì tên họ Tần dẫn binh lính tới bao vây căn biệt thự này, hắn tìm tôi đòi người, muốn bắt Hà Vũ Mông. Tôi nói với hắn Hà Vũ Mông không ở đây, nhưng thằng chó đó lại không chịu tin, cứ muốn tự tiện xông vào nhà dân. Tôi tức đuổi họ ra ngoài, tôi vốn cho rằng bọn họ là quân nhân thì sẽ không ngang ngược, nhưng không ngờ Trương đại quan nhân nặn ra bộ dạng vô cùng đau đớn, thật là không ngờ đám mặt người giả dạ thú, máu lạnh vô tình này lại châm lửa đốt nhà, xin các vị đồng chí cảnh quan làm chủ cho tôi, đám người bọn họ căn bản chính là mưu sát. Đúng lúc này, tần chấn đường cũng tới, nghe thấy những lời của Trương Dương, còn bử trước mặt nhiều người như vậy công kích mình, hắn đi tới tức giận nói, anh nói gì? Rõ ràng là từ anh phóng hỏa, sau đó đã thương đồng chí của chúng tôi, đánh ngã nhân viên phòng cháy rồi cướp xe cứu hỏa, chế tạo một loạt hỗn loạn, hiện tại không ngờ còn vô tội cho tôi." Trương đại quan nhân cười lạnh nói, "Tần Chấn Đường, tôi không phải không nể mặt anh, giết người chỉ là một cái gật đầu, hôm nay tôi nhịn anh nhiều rồi, anh con mẹ nó tự tiện xông vào nhà riêng bắt người tôi không thèm so đo với anh, nhưng anh không ngờ muốn hại chết tôi, biết rõ tôi ở bên trong còn ngang nhiên phóng hỏa." Tần Chấn Đường gầm lên, anh ngậm máu phun người. "Trương Dương nói, chuyện anh chỉ trích tôi có ai thấy?" Anh có nhân chứng không? Có vật chứng không?" Tần Chấn Đường tức giận nói, anh có chứng cứ gì mà nói tôi phóng hỏa? Trương Dương nói, biệt nước của biệt thự này là anh cắt đúng không? Anh dẫn theo mấy chục quân lính tới đây, võ trang hạng nặng hùng hổ xông vào, đừng nói với tôi là anh muốn đi tản bộ, Tần Chấn Đường, anh thân là sĩ quan bộ đội, lạm dụng chức quyền lạm sát kẻ vô tội, tôi cảnh cáo anh, việc hôm nay chúng ta không để yên đâu." Hắn quay sang cảnh quan kia nói, những gì tôi nói tất cả là sự thật, thằng chó này dẫn người tới phóng hỏa đốt nhà, quả thực trong mắt không có kỹ cương, là bại hoại của quân ta. Tần chấn đường bị hắn nói cho nổi giận, tay đã đặt lên súng. Trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn tần chấn đường, dùng lời nói để công kích hắn, sao? Còn muốn rút súng à, nhìn cái bộ dạng ăn hại của anh, cho anh mượn thêm 10 lá gan cũng không dám. Tần chấn đường tức giận đến nỗi giận sôi lên, tạch một tiếng rút súng ra, hắn không phải thực sự muốn chĩa súng vào Trương Dương, mà là lợi dụng động tác rút súng này để uy hiếp đối phương. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy hắn rút súng, tốc độ phản ứng vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, xông lên phía trước tát bốc một cái, cái tát này kêu rất vang, cơ hồ mọi người ở đây đều nghe thấy, đánh cho tần chấn đường quay vòng vòng tại chỗ, nửa mặt sưng vù lên. Tần chấn đường gầm một tiếng nhấc súng lên, lập tức người người giữ chặt tay hắn, ai cũng nhìn ra, Trương Dương rất thâm, căn bản chính là cố ý kích thích tần chấn đường rút súng, tần chấn đường cuối cùng vẫn không nhịn được, trúng bẫy của hắn. Trương Dương chỉ vào mũi tần chấn đường, "Tao đệt cả nhà mày, đảng phát súng cho mày là để đối phó kẻ địch, mày con mẹ nó không ngờ chĩa súng vào đồng chí của mình, đúng là đồ không ra gì." Hắn quay sang binh lính và cảnh sát chung quanh, các anh thấy rõ ràng thấy rõ rồi đó, hắn là muốn dùng súng muốn đối phó tôi trước, tôi là đảng viên, còn là cán bộ quốc gia con mẹ nó, thằng chó này ngay cả địch ta cũng chẳng phân biệt được. chương 2382, bị cắn ngược một. Trương đại quan nhân sở dĩ liên tục chửi mắng, mục đích là muốn tiếp tục chọc giận tần chấn đường, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là có những lúc chửi bới rất thống khoái, trương đại quan nhân bên này thì thống khoái, nhưng tần chấn đường bên kia thì tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét. Hắn đương nhiên có thể nhìn thấu Trương Dương đang dùng phép khích tướng, nhưng biết rõ đối phương dùng kế, hắn lại không thể nhịn được cơn tức trong lòng, thật sự là rất đáng giận. Tần chấn đường tối nay ôm quyết tâm phải bắt được tần manh manh mà đến, hắn có thể thông qua nghiệm chứng gen để xác định chân thân, bóc trần chân tướng thân phận của cô ta, từ đó, chỉ tội cô ta, báo thù cho đại ca đã chết, nhưng sự xuất hiện của Trương Dương khiến chuyện này tự nhiên đâm ngang, thằng cha này chẳng những giúp tần manh manh đào tẩu, bây giờ còn cắn ngược lại mình một cái, lại còn nói là hắn phóng hỏa, tần chấn đường đã thẹn quá hóa giận. Trương Dương chính là hy vọng kích khởi cơn tức của hắn, mày không phải là một sĩ quan ư. Khệnh cái đéo gì, bố ở trước mặt nhiều người như vậy tát mày một phát đấy, muốn lột ra mặt mày ném xuống đất rồi dẫm đi dẫm lại. Tần chấn đường cho dù tức giận đến mấy cũng không dám ngang nhiên rút súng, ở trước mặt mọi người bắn chết Trương Dương. Trương đại quan nhân không phải người giảng đạo lý giảng đạo lý, nhưng thằng cha này nếu đã chiếm lý thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thang người, chỉ vào tần chấn đường nói, tần chấn đường, tôi nói cho anh hay, bởi vì anh phóng hỏa hành hung, Hà Vũ Mông đến bây giờ đã sống không thấy người chết không thấy xác, lời xấu tôi nói trước, cô ta nếu chết rồi thì tôi sẽ bắt anh đền mạng. Khi cục diện đang rằng co thì lão tam của tần gia tần chấn viễn lái xe đến, hắn kéo tần chấn đường sang một bên, nói khẽ sao lại thế này. Tần chấn đường oán hận nói, thằng khốn nạn này chơi anh, rõ ràng là chính hắn phóng hỏa, thừa dịp loạn dẫn Hà Vũ Mông đi, nhưng lại đổ hết trách nhiệm lên người anh cảnh sát phụ trách tên là Khư Hồng Hỷ, người này cũng quen biết huynh đệ tần gia, tần chấn đường hùng hổ tới lục giã vương đình bắt người, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại không ngờ tình huống phát sinh biến hóa này, hắn mượn cớ tìm Trương Dương để tìm hiểu tình huống, trước tiên ổn định thằng ôn này, mình thì tới bên huynh đệ tần gia, trên mặt cố nặn ra vẻ vô cùng khó xử, ở trước mặt huynh đệ tần gia thở dài, chấn đường à, chuyện này có chút phiền toái. Tần chấn đường vừa rồi đã kể lại cho em trai, hắn cho rằng sự thật chính là như vậy, thật ra phán đoán của hắn quả thực cũng đúng. Nhưng vấn đề lớn nhất là hắn không có chứng cứ. Khư Hồng Hỷ nói, anh là nói Trương Dương và Hà Vũ mông cướp xe cứu hỏa, đâm hỏng xe quân dụng của các anh, cướp đường mà chạy. Nhưng ai thấy, lúc ấy hai người đó mặc quần áo cứu hỏa, đeo mặt nạ bảo hộ, không ai bọn họ bộ dạng của bọn họ, chúng tôi cần chứng cứ, không thể chỉ căn cứ lời nói của anh là kết luận hai người đó là bọn họ. Tần chấn Đường nói, thẩm vấn hắn, không tin hắn không nói thật. Khưu Hồng Hỷ nghĩ thầm, anh tưởng Trương Dương là người dân tóc húi cua à. Tôi nói bắt là bắt ư, thằng cha này cứng mềm đều không ăn, ai chẳng biết hắn có tiếng là khó chơi, đám người các anh, tôi chẳng trêu vào ai được cả. Lão tử mở một con mắt nhắm một con mắt, cả hai đều không thể đắc tội, hắn nói khẽ chấn đường đường huynh, Hắn cướp xe cứu hỏa không có ai thấy, nhưng anh vừa rồi cướp xe cứu hỏa thì rất nhiều người thấy. Tần Chấn Đường có chút bực mình nhíu mày, hiển nhiên có chút phản cảm với những lời này của Khưu Hồng Hỷ, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận lời nói của Khưu Hồng Hỷ là sự thật. Tần Chấn Viên ở bên cạnh nói, chuyện của đội phòng cháy chúng tôi sẽ giải thích. Trong mắt họ thì đây cũng không phải là đại sự gì, cho dù Tần Chấn Đường đoạt xe cứu hỏa thì bên kia cũng sẽ không truy cứu. Khưu Hồng Hỷ nói vừa rồi cắt điện nước của biệt thự số 77 là sự thật đúng không? Hiện tại người ta đã tóm lấy chuyện này, nói các anh cố tình phóng hỏa. Tần chấn đường tức giận nói, lửa là hắn phóng, hắn là vừa ăn cướp vừa la làng. khưu Hồng Hỷ nói, hắn còn nói Hà Vũ Mông đã táng thân trong biển lửa, yêu cầu chúng tôi lập án, còn khởi tố anh phóng hỏa mưu sát. Tần chấn đường trợn mắt lên, hắn thích làm gì thì làm, tôi sẽ phụng bồi tới cùng. Khư Hồng Hỷ nói, tôi thấy chuyện này mọi người hay là trước tiên bình tĩnh đó, cứ găng như vậy cũng không phải là biện pháp. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, phải mời hết đám khó hầu hạ này đi, chuyện đã âm ý tới loại tình trạng này, tốt nhất đừng để tiếp tục phát triển, bằng không ai cũng khó xử. Tần Trấn Đường đang muốn nói gì thì Tần Trấn Viễn lặng lẽ kéo tay áo hắn, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa, đi về trước đã rồi tính. Trương Dương nhìn thấy huynh đệ Tần ra lên xe rời đi thì lập tức gào lên, ai cho các anh thả hắn đi, thằng chó đó là tội phạm giết người phóng hỏa đó. Khưu Hồng hỉ tới trước mặt của Trương Dương, ho khan một tiếng, cười bôi, đồng chí Trương Dương à, chuyện trước khi chưa điều tra rõ thì tốt nhất đừng nói những lời vô trách nhiệm này. Làm càn, Tần Hồng Giang vỗ bàn nổi giận. Chỉ vào mũi tần chấn đường mà mắng, thằng khốn nạn, ai cho mày đi bắt người? Mày cho rằng mày là ai? Mày có quyền gì mà bắt người? Con cái tần ra đối với cha từ nhỏ đã kính sợ, tần chấn đường gục đầu xuống, nói khẽ cha, con nhận được tình báo đáng tin cậy, Hà Vũ Mông chính là tần manh manh. Tần Hồng Giang giận dữ hết, nó đã chết rồi, nó đã chết rồi, người của tần gia chúng ta đã chết quá nhiều rồi, mày có thể đừng nhắc tới tên chúng nữa được không? Tần chấn đường lấy hết dũng khí nói cha, cô ta không phải người của tần gia chúng ta, tần gia chúng ta nuôi nấng cô ta, nhưng cô ta không những không biết báo ân, ngược lại giết chết đại ca của con, con phải báo thù cho đại ca. Bốp, Tần Hồng Giang hung hăng tát cho Tần Trấn Đường một cái, khiến cho hai má Tần Trấn Đường sưng phồng. Tần Hồng Giang tức giận đến nỗi cả người run rẩy, thằng khốn nạ, mày nói bậy bạ gì đó. Tần Trấn Đường ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi nhìn cha, con không nói bậy, từ ngày cô ta giết đại ca, con đã không còn coi cô ta là người của Tần ra nữa. Tần Hồng Giang nghiến răng nghiến lợi hét lớn, có tin tao một phát bắn chết mày luôn không? Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, thường ngọc khiết thất kinh xông vào, giọng the thế nói, lão già, ông làm gì thế? Lại lên cơn điên à? Tần Hồng Giang hừ lạnh một tiếng. Thường Ngọc Khiết đi tới, tay ở sau lưng ra hiệu cho con trai rời khỏi nơi này, chờ bọn họ đi rồi. Thường Ngọc Khiết mới tới bên cạnh Tần Hồng Giang, vành mắt đỏ ửng lên. Tôi biết ông thương cô ta, nhưng ông có từng nghĩ tới cô ta đã giết chết con trai ruột của chúng ta hay không? Tần Hồng Giang hầm hầm nhìn Thường Ngọc Khiết, bà sinh ra thằng con tốt quá nhỉ, bà sao không nghĩ xem thằng đó đã làm gì. chương 2383, bị cắn ngược hai Thường Ngọc Khiết nói, mà kệ nó đã làm gì, nhưng tội không đáng chết. Tần Hồng Giang oán hận gật đầu, tội không đáng chết ư. Thân là đại ca mà làm ra loại hành vi không bằng cầm thú này, bà không ngờ còn nói với tôi là nó tội không đáng chết. Chết thì chết rồi, còn gì mà nói nữa. Thường Ngọc Khiết cắn cắn môi, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, từ xưa đến nay đều là đạo lý này, không có lý do cô ta giết con trai chúng ta mà có thể nhở như ngoài vòng pháp luật. Tần Hồng Giang đau khổ nhắm mắt lại, oan oan tương báo khi nào mới dứt, bà giết nó, thế tiểu hoan thì sao? Cho dù bà không thừa nhận nó là con gái của bà, nhưng không thể phủ nhận nó là mẹ của tiểu hoan, ngọc khiết, để nó đi đi, chấn đông là tự tạo nghiệt không thể sống, tiểu hoan vô tội, nó nếu chết thì ai sẽ chiếu cố đứa nhỏ đáng thương này? Thường Ngọc Khiết nói, tiểu hoan còn có chúng ta. Tần Hồng Giang nói, vì sao bà Thủy Trung không thể buông bỏ chuyện này? Có một số việc cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Tôi không bỏ được, mỗi khi tôi nghĩ đến đứa con trai hiểu mệnh là lòng tôi lại nhỏ máu, tôi muốn cô ta phải chịu pháp luật trừng phạt. Tần Hồng Giang mở mắt ra, nhìn vợ để pháp luật trừng phạt nó ư. Chẳng lẽ bà có dũng khí đối mặt với hiện thực, nếu như nó ở trên tòa nói ra sự thật, vậy bà anh cho rằng dư luận sẽ đứng ở bên chúng ta hay là bên nó? Thường Ngọc Khiết nói, cô ta sẽ không nói đâu. Tần Hồng Giang lắc đầu, thôi, tôi không phải muốn bà buông tha nó mà là buông tha mình. Thường Ngọc Khiết lạnh lùng nói, tôi không bỏ xuống được. Cô ta một ngày không chết, tôi không thể ăn ngủ được. Trương Dương sau khi rời khỏi lục giã Vương Đình, trước tiên quay trở về ban chú kinh, hắn không tới bát quái môn tìm tần manh manh, hiện tại khẳng định có người đang theo dõi hắn, hắn cũng không muốn mạo hiểm làm bại lộ hành tung của tần manh manh. Khách sạn Thanh Giang, nhìn thấy ngoài cửa lớn có một chiếc Ferrari màu đỏ đang đỗ, lập tức nhận ra đó là xe của hắc quả phụ thiệu Minh Phi. Trương đại quan nhân thật sự không muốn gặp nữ nhân này nữa, xoay người muốn tránh, nhưng không ngờ thiệu Minh Phi lại nhìn thấy hắn. Từ xa nói, bí thư trương, ngài sao phải tránh tôi? Nếu đã bị cô ta nhìn thấy, trương đại quan nhân chỉ có thể xoay người lại, cười nói tôi sao phải trốn cô? có gì mà phải sợ. Thiệu Minh Phi mở cửa xe đi xuống, tới trước mặt Trương Dương, đôi mắt phong tình vạn trùng chấp chấp, nũng nịu nói, anh sợ cái gì thì trong lòng anh hiểu rõ. Trương Đại Quan Nhân nhìn thoáng qua bụng của cô ta, trong lòng mắng thầm, con đàn bà hư hỏng, không ngờ dám nói dối để lừa gạt lão tử, hắn ngoài mặt lại không hề mỉm cười, tôi nghĩ kỹ rồi, yêu cầu của cô tôi có thể đáp ứng, chúng ta lúc nào thì giải quyết phiền toái này đây. Thiệu Minh Phi trợn mắt lườm hắn, nhỏ giọng mắng, không có lương tâm, anh cho rằng tôi là loại người nào. Trương đại quan nhân trong lòng mắng thầm, hắn vui chứ lão tử có vui đâu, trên mặt lại làm ra vẻ trột dạ bà cô à, đừng có ở đây làm ồn, chúng ta trước tiên rời khỏi nơi này đã rồi nói. Thiệu Minh Phi mân mê môi, anh sợ cái gì? Giữa ban ngày ban mặt, tôi sao có thể ăn được anh? Trương đại quan nhân cười một tiếng, rõ ràng có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Thiệu Minh Phi nói, bình thường nhìn anh rất đàn ông, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì thời khắc mấu chốt một chút trách nhiệm cũng không có. Trương Dương nói, chuyện này tôi là một chút ấn tượng cũng không có, vạn nhất cô nếu đẻ, nó không giống tôi thì tôi chẳng phải là oan uổng ư. Thiệu Minh Phi tức giận nói, anh biết nói tiếng người không đấy. Chẳng lẽ anh hoài nghi tôi đang lừa anh? Trương Đại Quan Nhân nói, cô đừng nóng giận, thật ra phiền toái này lưu lại thì đối với ai trong chúng ta cũng không có lợi, mọi người ai có cuộc sống nấy, chuyện mà cô bảo tôi làm trước đây tôi cũng sẽ hết sức, cô cảm thấy thế nào? Thiệu Minh Phi chớp chớp mắt, cô ta dám khẳng định Trương Dương nhất định đã nghe thấy phong thanh rồi. Lương Kỳ Hữu bởi vì việc con gái Lương Bách Ni và An Đạt Phan ly hôn, cho nên quyết định vứt bỏ cạnh tranh cảng Phước Long, nếu không hắn nào có chịu đáp ứng điều kiện của mình thống khoái như vậy. Nghĩ đến đây Thiệu Minh Phi thở dài, anh nghĩ tôi thực sự muốn anh làm chuyện đó ư. Thật ra tôi chỉ thử anh chút thôi, không ngờ anh lại không có lương tâm như vậy. Cô ta làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, phải nói trình độ diễn xuất của nữ nhân này quả thực không tồi, cái miệng nhỏ nhắn nghiêng sang bên, mắt đỏ ai thấy cũng thương. Nhưng Trương đại quan nhân đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, nào có dễ dàng mắc mưu cô ta, ánh mắt nhìn nhìn chung quanh, Trương Dương không phải là sợ cô ta, mà là không muốn dẫn tới phiền toái không cần thiết, dù sao nơi này là cũng là ban chú kinh. Đi ra đi vào đều là cán bộ của Bình Hải trong đó cũng có không ít người quen hắn. Quả nhiên Trương Dương nhìn thấy một người, có điều là người một nhà, muội tử kết bái tiết vĩ đồng của hắn, tiết vĩ đồng cũng vừa tới, thấy hắc quả phụ thiệu Minh Phi và Trương Dương đứng chung một chỗ thì không khỏi hơi ngẩn ra, cô ta trực tiếp lái xe tới bên cạnh hai người bọn họ, nhìn hắc quả phụ rồi tức giận nói, hôm nay là ngày mấy. Sao vừa ra cửa đã nhìn thấy thứ tẩm lợm rồi? Mí mắt hắc quả phụ lật lên, cô ta hôm nay đến tìm Trương Dương kỳ thực là phụng mệnh, là muốn điều tra nội tình của Trương Dương. Xem chuyện liễu đan thần mất tích có liên quan tới hắn hay không, cô ta cho rằng Trương Dương Trương Dương không biết chân tướng quan hệ giữa bọn họ, cho nên cảm thấy mình ăn chắc Trương Dương rồi. Ở trước mặt Trương Dương cô ta có một loại cảm giác sai lầm như mình là mèo còn Trương Dương là chuột. Sự xuất hiện của tiết vĩ đồng khiến cô ta không thể tiếp tục chủ đề, trong lòng thầm oán, nhà đầu chết tiệt này sao lại tới đây. Xem ra chuyện hôm nay chỉ có thể từ bỏ thôi. Ở trước mặt tiết vĩ đồng, Cô ta liếc mắt đưa tình với Trương Dương, đừng quên chuyện em nói với anh nhé. Nói xong thì Đông đưa bỏ đi. Tiết Vĩ nồng lạnh lùng nhìn cô ta đi xa, nhổ nước bọt, hồ ly tinh. Trương đại quan nhân chỉ ngây ngô cười, Tiết Vĩ đồng nói, anh cười cái gì? Có phải đã bị con hồ ly này lừa cho mê đắm rồi hay không? Trương đại quan nhân cười khổ nói, trời đất chứng giám, là cô ta cứ dính tới anh, còn không phải là vì do em ư? anh đối với cô ta một chút ý đồ cũng có, có cần anh thể với trời hay không?" Tiết Vĩ Đồng nói, đừng có dấu đầu lòi đuôi, nhìn bộ dạng vừa rồi của hai người, còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Trương Đại Quan Nhân trợn trừng hai mắt, vẻ mặt vô tội nói, trời đất chứng giám, em gái à, em giết anh đi, anh chết thì không sao, nhưng em không thể vấy bẩn sự trong sạch của anh được." Tiết Vĩ Đồng lườm hắn, trên mặt đầy vẻ không tin chương 2384, bị cắn ngược ba. Trương đại quan nhân giải thích, cho dù có một chút, cũng là vấn đề của cô ta, là cô ta một phía tình nguyện, em nghĩ xem, cô ta là nữ nhân của cha em, anh đâu thể nào đi lừa nữ nhân của chú Tiết được. Em tưởng anh bụng đói ăn quàng, cái gì trong rổ cũng coi là đồ ăn à. Tiết Vĩ Đồng nói, đừng giải thích, anh càng giải thích em càng hoài nghi. Nói tới đây chính cô ta cũng không nhịn được cười, trong chuyện này Trương Dương quả thực vô tội, nếu như không phải lúc trước cô ta nghĩ ra chủ ý sứt sẹo như vậy thì hắc quả phụ cũng sẽ không quấn lấy hắn trương dương nói em xuống xe gì, anh lát nữa sẽ chậm rãi giải, giải thích cho em tiết vĩ đồng nói không cần xuống xe đại ca đã về rồi chúng ta tối nay tụ họp anh lên xe đi trương dương đang chuẩn bị lên xe thì một chiếc toyota việt giã màu đen chạy tới trương dương nhận ra là xe của quốc an cảnh trí siêu không khỏi nhíu mày gần đây phiền toái liên tiếp phát sinh trên người hắn khiến hắn trở thành tiêu điểm của các ban ngành. Có điều Trương Dương vẫn nghênh đón, bởi vì hắn quan tâm tới tiến triển vụ án hình chiêu huy bị giết, muốn có được tin tức thì phải thông qua quốc an. Cảnh trí siêu hạ cửa kính xe xuống, nói với Trương Dương, lên xe. Trương Dương nhìn thoáng qua chiếc Lamborghini của tiết vĩ phí đồng phía sau, nói có bằng hữu đang đợi tôi. Cảnh trí siêu kiên trì nói, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Trương Dương lúc này mới mở cửa xe ngồi vào. Cảnh trí siêu đi thẳng vào vấn đề, Hà Vũ Mông ở đâu? Trương Dương lập tức cảnh giác, anh hỏi tôi à, tôi lại muốn hỏi anh đó, thằng chó tần chấn đường đốt rụi biệt thự của cô ta, tôi trốn thoát, Hà Vũ Mông đến bây giờ vẫn sống không thấy người, chết không thấy xác, các anh phải đi tìm tên họ tần điều tra chứ. Ánh mắt cảnh trí siêu thủy trung nhìn thẳng vào mắt Trương Dương, hắn nói khẽ công tác khám tra hiện trường đã kết thúc, Hiện tại đã có thể xác định không hề có ai tử vong trong trận hỏa hoạn này." Trương Dương nói, "Lời này của anh tôi không ủng hộ đâu, thứ nhất đây không phải là hỏa hoạn, là bởi vì phóng hỏa, thứ hai, nói chuyện đừng võ đoán như vậy, trình độ điều tra của các anh cũng chẳng ra làm sao cả." Cảnh chí siêu nói, "Có phải bởi vì phóng hỏa hay không thì vẫn đang lấy bằng chứng, Trương Dương, thân phận thực sự của Hà Vũ Ngông là gì thì trong lòng anh hiểu rõ." Trương đại quan nhân cười ha ha, "Nói tôi hiểu rõ ư?" tôi đương nhiên hiểu rõ rồi, cô ta là con gái của Hà Trường An. Cảnh Chí siêu từng bước ép sát, chuyện đã tới nước này, sao cứ phải cố giấu giếm? Trương Dương, nếu như anh thực sự muốn tốt cho cô ta, vậy thì mau chóng nói cho tôi biết chỗ ẩn thân của cô ta đi, tôi có thể bảo đảm với anh, tổ chức nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho cô ta. Trương Dương nói, các anh có liên quan đéo gì tới tôi? dựa vào gì mà nhận định tôi biết nơi hạ lạc của cô ta? lão cảnh à? tôi sở dĩ ngồi ở đây tâm bình khí hòa nói chuyện với anh, không phải giữa chúng ta có giao tình gì, mà là nể mặt hình chiêu huy, đám người các anh có phải ăn no rừng mỡ không có gì làm hay không. Thi cốt của lão hình chưa lạnh, các anh không đi tra vụ án của hắn, sớm ngày tìm ra tên hung phạm phía sau màn, để an ủi vong linh của hắn trên trời, sao cứ phải tiêu phí nhân lực vật lực lớn như vậy để tìm một nữ nhân, các anh có thấy có lỗi với bổng lộc của mình hay không? Quốc gia và người dân nuôi đám người các anh để làm gì? anh không biết xấu hổ à. Cảnh trí siêu bị hắn nói cho mặt nóng lên, thằng ôn này hiển nhiên là khúc xương khó gặp, muốn từ miệng hắn biết được nơi hạ lạc của Hà Vũ mông căn bản là không dễ. Cảnh trí siêu nói, người của tần gia đang tìm cô ta, cơ quan công an cũng đang tìm cô ta, tôi có thể nói rõ cho anh hay, bất kể cô ta lọt vào tay phía nào cũng đều không có kết quả tốt. Nếu như anh thực sự muốn tốt cho cô ta thì hay là mang cô ta đến chỗ chúng tôi, tôi chắc có thể giúp cô ta. Trương Dương lạnh lùng nói cảm ơn, tôi cũng nói rõ với anh, Hà Vũ Mông bị tần chấn đường làm chết cháy rồi, các anh đừng tưởng rằng có thể giúp hắn che giấu hành vi phạm tội, tôi muốn khởi tố hắn. Cho dù kiện lên tòa án tối cao thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho thằng chó này. Cảnh trí siêu thở dài, hắn nói khẽ Trương Dương, vụ án của chủ nhiệm hình đã có một số tiến triển. Trương Dương vốn định phất áo bỏ đi, cảnh trí siêu lại rất đúng lúc dẫn tới sự hứng thú của hắn. Cảnh trí siêu tạm dừng một chút rồi nói, căn cứ vào phân tích hiện trường của chúng tôi, người làm chuyện này là một cao thủ, hắn chẳng những là chuyên gia bom mìn, hơn nữa cũng hiểu rõ tình huống nội bộ của tổ chức chúng tôi. Trương Dương nói, vậy chính là nội tặc của các anh rồi. Cảnh Chí siêu nói, người có trình độ như vậy nội bộ chúng tôi không quá ba người, chúng tôi đã tiến hành điều tra rồi, điểm đáng ngờ cuối cùng tập trung trên một nhân viên đặc công tên là Quản Thành. Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới ngũ đắc trí, ngũ đắc chí trong một vụ nổ bị hủy dung và mất cánh tay phải, vụ nổ đó chính là bẫy của quản thành, đến nay quản thành này vẫn nhở như ngoài vòng pháp luật, không ngờ ma trảo của hắn hiện giờ đã vươn về phía hình chiêu huy, nghĩ đến đây trương đại quan nhân liền nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói có điều tra được tung tích của hắn hay không. Cảnh trí siêu lắc đầu, có người cực kỳ quen thuộc với hắn. Hắn vỗ vỗ vai trương dương, ngũ đắc chí chắc anh biết, muốn tìm ra quản thành thì anh phải thuyết phục được ngũ đắc chí rời núi. Trương Dương không nói gì, mở cửa xe nhảy xuống, vẫy vẫy tay, đi mấy bước lại dừng chân nói, lão cảnh, về sau đừng tới tìm tôi nữa. Chu Hưng Quốc đã một đoạn thời gian rồi không trở về Kinh Thành, trên đường về hắn bảo Tiết Vĩ Đồng đặt chỗ ở Kim Vương Phủ, hôm ấy tới chỉ có bốn huynh đệ bọn họ, Trương Dương nhìn thấy từ kiến cơ thì không nhịn được trêu ghẹo, nhị ca, chị dâu của tôi đâu. Từ kiến cơ nói, anh em gặp nhau đưa ra quyến theo không tiện. Tiết Vĩ Đồng kháng nghị, sao lại nói thế, em coi như nhìn ra rồi, mấy anh toàn theo chủ nghĩa nam tử. Chu Hưng Quốc cười nói ngồi xuống cả đi, chúng ta vừa uống rượu vừa tán gẫu. Nhìn thấy Chu Hưng Quốc, trong lòng Trương Đại Quan Nhân cảm giác có chút là lạ, nguyên nhân hắn hiểu rất rõ, là vì chuyện của Phó Hải Triều lần trước, Chu Chí Kiên, cháu của Chu Hưng Quốc đi theo phía sau Phó Hải Triều phất cờ hò reo, vẽ đường cho hưu chạy, biến pháp đối nghịch với mình, chuyện này Trương Dương vẫn chưa nói với Chu Hưng Quốc, có điều hắn tin Chu Hưng Quốc chắc đã biết chuyện này cho dù hắn không nói, từ kiến cơ cũng sẽ không bảo trì trầm mặc. Mấy huynh đệ ngồi xuống, từ kiến cơ nói, đại ca, nghe nói anh tới ngoại mông một chuyến hả? Chu Hưng Quốc cười nói, coi như cậu tin tức linh thông, một chuyến này cũng được coi là thu hoạch phong phú, có một hạng mục than đá trên cơ bản đã bàn thành, lần sau tới sẽ chính thức ký hợp đồng, tôi lần này trở về để chuẩn bị công tác tiếp đái, bên kia lập tức sẽ có một đám quan viên chính phủ tới khảo sát. Tiết Vĩ Đồng nói, khảo sát gì, còn không phải là đến ăn chùa uống chùa ư? Chương 2385, bị cắn ngược 4. Chu Hưng Quốc nói, thời đại hiện tại chỗ nào cũng vậy cả, chỉ có hầu hạ người ta ăn ngon uống sướng, chuyện về sau mới dễ thao tác. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Trương Dương, "Lão Tam, cậu sao không nói gì?" Trương Dương còn chưa mở miệng thì Tiết Vĩ Đồng đã giành nói, "Anh ta gần đây nhiều tâm sự lắm, em thấy là không có tâm tình để nói chuyện đâu." trương dương chừng mắt lườm cô ta một cái em không nói thì không ai bảo em câm đâu gần đây tiết vĩ đồng hiển nhiên đã khôi phục lại trở lại với bộ dạng lanh tranh ngày xưa tiết vĩ đồng nói tam ca anh sợ em nói ra à ở đây làm gì có người ngoài từ kiến cơ cười phụ họa đúng vậy đều là huynh đệ có gì khó nói đâu cứ nói đi trương dương thở dài tôi nói này mấy anh tôi đã đủ phiền rồi đừng lấy tôi ra trêu đùa nữa được không Chu Hưng Quốc tính tình ổn trọng, hắn đối với chuyện Phó Hải Triều gần đây phát sinh xung đột với Trương Dương cũng có nghe nói, còn tưởng rằng Trương Dương bởi vì chuyện này mà phiền lòng, nói khẽ, lão tam. Giữa huynh đệ chúng ta không có gì khó nói cả. Trương Dương nói, kể ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, chính là ngôi sao của viện kinh kịch liễu đan thần mất tích, vừa hay là phát sinh sau khi tôi đưa cô ta về, cho nên hiện tại rất nhiều người đều đang hoài nghi chuyện này là tôi làm, cơ quan công an cũng hạ lệnh hạn chế tôi bằng không tôi đã sớm vỗ mông chạy về Tân Hải rồi, ở lại đây làm gì cho bị người ta bị khinh bỉ. Chu Hưng Quốc nghe hắn nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng biết chuyện không đơn giản như vậy, hắn nhíu mày, Liễu Đan Thần chỉ là một ả đào, ai lại đi muốn đối phó cô ta. Tiết Phí Đồng nói, Tam Ca, anh và Liễu Đan Thần có phải có quan hệ gì hay không? Trương Đại Quan Nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, anh thề với trời, anh và cô ta rất thanh bạch. Không có chút quan hệ gì cả. Từ Kiến Cơ ở bên cạnh bật cười. Tiết Vĩ Đồng cũng cười theo, anh càng nói như vậy thì em càng cảm thấy anh có chút ý tứ giấu đầu lòi đuôi. Trương Dương nói, con bé này lúc nào cũng mang thành kiến với anh. Tiết Vĩ Đồng nói, ai chẳng biết anh và Phó Hải Triều vì liễu đan thần mà lưỡi lê thấy máu, anh lại còn nói không có liên quan gì tới cô ta. Tam ca, anh sao càng lúc càng không thật thà vậy? Từ Kiến Cơ sở dĩ vẫn luôn không nhắc tới chuyện này là vì trong đó liên quan tới Chu Chí Kiên, hắn từ nhỏ đã lăn lộn trong giới thái tử của ở kinh thành, đương nhiên minh bạch vấn đề có chút mẫn cảm thì thôi đừng nhắc tới. Giữa bọn họ mặc dù có loại tình cảm kết bái, nhưng liên quan tới lợi ích của gia tộc thì không thể không xử lý cẩn thận. Chu Chí Kiên dù sao cũng là cháu của Chu Hưng Quốc, với sự hiểu biết của Từ Kiến cơ về người này, hắn cũng không phải là một tên mãng phu nhiệt huyết, có thể kiên định đứng ở bên phó hải triều, chắc không thể đơn giản như ngoài mặt. Chu Hưng Quốc chậm rãi buông chén rượu, lão tam, tôi cũng nghe nói rồi, cậu và Phó Hải Triều vì liễu đan thần mà trở mặt. Trương Dương cười nói, chuyện đã trôi qua rồi, thôi đừng nhắc tới nữa. Tiết Vĩ Đồng nói, hình như chưa qua mà, liễu đan thần hiện tại mất tích, em nghe nói cảnh sát đã liệt anh vào đối tượng hoài nghi cao độ. Chu Hưng Quốc nói khẽ Trương Dương, tiểu tử trí kiên không phải cố ý nhằm vào cậu chứ. Trương Dương nghĩ thầm anh biết rồi còn hỏi, hắn cười nói, hắn là cháu của anh, tôi sẽ không đi so đo với hắn. Những lời này chẳng khác nào nói rõ với Chu Hưng Quốc, đúng vậy, tiểu tử đó quả thực không ra gì. Tiết Vĩ Đồng giận dữ nói, thằng ôn con đó sao không hiểu chuyện như vậy, chúng ta đều là trưởng bối của hắn, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, hắn dám nhầm vào anh thì chính là không nể mặt của đại ca chúng ta. Tiết Vĩ Đồng có gì nói đấy, đổ hết chuyện lên người Chu Hưng Quốc. Chu Hưng Quốc cười nói, tiểu tử đó trước giờ đều thiếu gân gốc, thôi đừng để ý tới nó, chờ tôi gặp né nhất định sẽ gian dậy. Nghe lời nghe êm, từ kiến cơ tuy rằng không nói gì, nhưng hắn vẫn luôn đang quan sát phản ứng của Chu Hưng Quốc, những lời này của Chu Hưng Quốc vẫn không có nội dung thực chất gì cả, nhìn ra được hắn trong chuyện này cũng không có biện pháp. Biểu hiện của Trương Dương khá rộng lược, cười nói, miễn bàn chuyện này đi, huynh đệ chúng ta lâu như vậy rồi không gặp, uống rượu là chính, dù sao tôi là chính không sợ bóng tả nào cũng ly khi chu hưng quốc đi toilet từ kiến cơ ra theo chu hưng quốc ý vị thâm trường nhìn từ kiến cơ lão nhị chuyện này cậu cũng biết chứ từ kiến cơ gật đầu ho khan một tiếng chuyện này có chút phiền toái phó hải triều thích chơi trương dương chu hưng quốc nói hải triều này làm việc rất có chừng mực tôi rất hiểu hắn chuyện giận dữ vì hồng nhan hắn sẽ không bao giờ làm từ kiến cơ nói, loại chuyện này muốn phát sinh cũng là phát sinh trên người lão Tam, nhưng lần này đích xác là Phó Hải Triều tìm tới lão Tam trước. Chu Hưng Quốc nheo mắt lại, Trí Kiên và Trương Dương không cừu không oán, hắn là bị Hải Triều coi là súng. Từ kiến cơ thở dài, chuyện hắn thấy rõ, tin rằng Chu Hưng Quốc cũng nhất định nhìn thấy rất rõ, chuyện này khiến Chu Hưng Quốc khó xử. Chu Hưng Quốc nói, tôi và Hải Triều là bạn tốt, Trương Dương là huynh đệ của tôi, trong chuyện này tôi vốn có thể nói vài câu, cũng có năng lực để bọn họ ngồi xuống nói cho rõ ràng. Nhưng cho dù tôi làm như vậy thì vẫn không giải quyết được vấn đề. Từ kiến cơ không nói gì, mắt nhìn chầm chầm vào Chu Hưng Quốc. Chu Hưng Quốc nói, Hải Triều là nhắm tới Văn Gia, hắn tìm tới Trương Dương là vì muốn thông qua chọc giận hắn để tạo thành ảnh hưởng cho Văn Gia. Nói tới đây chẳng khác nào đã điểm thấu tất cả. Từ kiến cơ nói, Trương Dương chắc cũng nhìn ra rồi, cho nên hắn không muốn nói chuyện này với anh. Chu Hưng Quốc thở dài, ông nội của tôi rất thích hải triều. Từ kiến cơ minh bạch, Chu Hưng Quốc không phải là nói Chu lão thích phó hải triều, mà là uyển chuyển nói, giữa Văn quốc quyền và Phó hiến lương, Chu lão xem trọng người sau hơn, nói cách khác, mâu thuẫn chân chính là tranh chấp giữa văn phó, cái này không phải Chu Hưng Quốc có thể giải quyết, cũng không phải là mấy người bọn họ có thể xử lý. Từ kiến cơ vỗ vỗ vai Chu Hưng Quốc, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm của huynh đệ chúng ta đâu. Chu Hưng Quốc lại lắc đầu, trong lòng tôi cảm thấy có lỗi với lão Tam. Từ Kiến Cơ nói, hắn có thể lý giải nỗi khổ của anh. Hai người nói vài câu, không hề ở toilet quá lâu, ra tới bên ngoài thì vừa hay gặp quản lý Khư Phượng Tiên của Kim Vương phủ, Khư Phượng Tiên mắt phượng lấp lánh, mỉm cười nói, hai vị công tử tới lúc nào thế? Chu Hưng Quốc cười nói, quản lý Khư, quản lý Khư, cô quản lý không chuyên nghiệp tí nào, chúng tôi tới lâu như vậy rồi mà cô cũng không biết khư phượng tiên nói gần đây chuyện bên này tôi rất ít hỏi đến hay là tôi cũng vừa đến tôi có chỗ nào chậm trễ xin các anh bro quá cho bữa này tính cho tôi không biết chu công tử có nguyện ý nể mặt tôi hay không chu hưng quốc cười nói huynh đệ chúng tôi tùy tiện uống chút thôi trương dương cũng có mặt khư phượng tiên nói vậy tôi bất kể là như thế nào cũng phải tới kính rượu lý do kính rượu của khư phượng tiên rất đầy đủ trương dương là ân nhân cứu mạng của khư gia bọn họ nếu như không phải có trương dương thì một nhà bọn họ chỉ sợ đã táng thân trong biển lửa ở trên núi thanh đài rồi nhìn thấy khư phượng tiên phong thái hiểu điệu bước vào trương đại quan nhân không hề bất ngờ có điều nhìn thấy khư phượng tiên hắn càng cảm thấy trước đó chuyện cô ta bị bắt cóc tràn ngập huyền cơ sự mất tích và xuất hiện của nữ nhân này đều luôn rất đột nhiên có điều từ sau khi cô ta bị bắt cóc tất cả mọi người đã tập trung mục tiêu hiểm nghi lên trên người an gia gần đây bên đài loan điều tra quay chung quanh an đức uyên đã được triển khai toàn diện khiến cho an đức Nguyên khổ không nói nổi mà ngược lại khư chỉ đống trong tổng tuyển cử được người dân ủng hộ hơn chẳng những là trương dương cũng có rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi sự mất tích của khư phượng tiên là một hồi khổ nhục kế khư phượng tiên cung kính đưa chén rượu cho trương dương ôn nhu nói bí thư trương tôi kính ngài ba chén trương dương nói đừng thế cứ khách khí như vậy tôi về sau sẽ không đến chỗ cô nữa đâu khư phượng tiên nói ơn cứu mạng suốt đời khó quên Ân tình của anh tôi sẽ ghi nhớ cả đời." Tiết Phí Đồng nói, ân tình lớn như vậy hay là dứt khoát lấy thân báo đáp đi. Nhà đầu này nói chuyện trước giờ không biết giữ miệng, đổi thành người khác thì đã đỏ mặt rồi, nhưng Khư Phượng Tiên thì khác, cô ta ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, sóng gió gì mà chưa từng trải qua, một câu này đối với cô ta mà nói thì căn bản giống như gió mát thổi vào mặt. Khư Phượng Tiên mỉm cười nói tôi thì không ngại chỉ không đành lòng chia rẽ đôi thần tiên quyến nữ bí thư Trương và Sở tiểu thư thôi. Trương Dương cười nói, lại đùa rồi. Tiết Vĩ nồng nhẹ giọng thở dài, phải nói rằng tam ca này của tôi bản sự khác thì không có, chỉ được các rất được nữ nhân thích, có điều tôi phát hiện một chuyện, người ở gần anh rất dễ gặp xui xẻo, mấy ngày trước Khưu tiểu thư bị người ta bắt cóc, vừa thoát được mấy ngày thì tới lượt Liễu Đan thần lại bị người ta bắt cóc, anh rốt cuộc là khắc tinh của nữ nhân hay là suy tinh của nữ nhân? mấy người đều bật cười, Trương Dương cười nói, em nếu không muốn suối quẩy thì về sau cách anh xa một chút. chương 2386, nhìn thấu trước một. Khư Phượng Tiên sau khi kính rượu từng người thì đi vào chính đề, cô ta nói với Trương Dương, bí thư Trương, tôi nghe nói Hà Vũ Mông đã xảy ra chuyện. Trương Đại Quan Nhân giả bộ hồ đồ, gì cơ? Khư Phượng Tiên biết hắn đang giả ngu, tiếp tục nói chính là con gái của Hà Trường An đó. Trương Dương nói cô cũng biết cô ta à. Khư Phượng Tiên nói biết, nhưng không phải là bằng hiếu, cô ta gần đây vẫn luôn đang thu mua cổ phần của Vương Triều Kim Cương chúng tôi, đã thương người 500 thì tự tổn hại 1 ngàn, khiến chúng tôi chịu không ít tổn thất. Trương Đại Quan Nhân cười cười, chuyện trên sinh ý tôi không hiểu. Ai cũng có thể nhìn ra thằng cha này là đang giả bộ hồ đồ, có điều không ai tiện lên tiếng. Khư Phượng Tiên nói, Hà Vũ Mông đối phó với Vương Triều Kim Cương thật sự có chút mạc danh kỳ diệu. Trương Dương nói, cũng không phải là mạc danh kỳ diệu, lão tử của cô ta là Hà Trường An, Hà Trường An đã chết một cách không minh bạch, là con gái đương nhiên phải báo thù cho cha. Khư Phượng Tiên nói, Bí Thư Trương, Vương Triều Kim Cương chúng tôi và Hà Trường An không có thâm cửu đại hận gì cả, thậm chí không có qua lại trên sinh ý. Trương Dương mỉm cười, Khư Phượng Tiên nói vô tội, nhưng nếu không phải quan hệ thiên ti vạn lũ giữa tinh toản và vương triều kim cương thì hà vũ mông sao lại lựa chọn ra tay với vương triều kim cương trương dương nói nguyên nhân chân chính cô không nên hỏi tôi nên đi hỏi cha tổng khư phượng tiên thở dài chuyện này vẫn luôn vẫn luôn thấy rất khó hiểu chỉ dựa vào mỏ vàng lọt vào tay cha tổng cô ta sao có thể nhận định cha tổng là hung thủ hại chết cha cô ta tiết vĩ đồng nói cho nên trên đời này tiện nghi không phải chiếm dễ dàng như vậy đâu Chu Hưng Quốc nói, Hà Vũ Mông mất tích rồi à? Sao lại thế, chị An Kinh Thành từ trở nên trở nên kém như vậy? Mấy người đều hướng ánh mắt về phía Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân thở dài, tôi thấy Hà Vũ Mông giữ nhiều lành ít rồi, lần này chẳng những là cô ta, ngay cả tôi cũng thiếu chút nữa thì mất mạng. A, à, Tiết Vĩ Đồng thất thanh kinh hô, trên mặt tràn ngập vẻ quan tâm. Trương Dương lúc này mới kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, có điều hắn đương nhiên sẽ không nói lời nói thật. Bỏ bớt đi không nhắc tới tới chuyện mình đánh ngất đội viên phòng cháy, Kim Thiền thoát xác, chỉ nói mình may mắn từ biển lửa thoát ra được. Trương đại quan nhân kể sinh động như thật, mấy người nghe mà hết hồn. Vẻ mặt khư phượng tiên tuy rằng tuy rằng làm rất công phu, nhưng trong lòng thì lại không tin, cô ta chính mắt thấy thân thủ của Trương Dương, ở trên đỉnh Thanh Vân có thể cứu cả nhà cô ta ra khỏi biển lửa, chẳng lẽ đối mặt với một căn tiểu lâu như vậy lại thúc thủ vô sách. Cô ta không tin. Từ kiến cơ nói, tần chấn đường làm việc thật sự có chút hơi quá đáng, Hà Vũ Mông phạm tội. Hắn bắt Hà Vũ Mông là được rồi, vì sao muốn đốt nhà, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người bên trong chết cháy ư? Tiết Vĩ Đồng nói, hắn làm vậy với Tam Ca thì Tam Ca đắc tội với tôi rồi, tôi sau này sẽ tìm hắn tính sổ. Chu Hưng Quốc biết chuyện không đơn giản như vậy, tính tình của Trương Dương hắn rất hiểu. Thằng ôn này tuyệt đối không phải là hạng người dễ dàng chịu thiệt, Hà Vũ Mông mất tích, biệt thự cháy, sau một loạt chuyện này tất nhiên tồn tại chỗ kỳ quái, trước mặt mọi người Chu Hưng Quốc cũng không tiện vạch trần. Khư Phượng Tiên nói, bên ngoài có một lời đồn, tôi không biết các anh đã từng nghe nói chưa. Mấy người đều quay sang cô ta. Khư Phượng Tiên nói, bên ngoài có nói, Hà Vũ Mông thật ra chính là Tần Manh Manh, năm đó cô ta giết chết đại ca của mình là Tần Trấn Đông. Về sau mai danh ẩn tích, thay đổi dung mạo ra nước ngoài, lần này bởi vì cha của CTM cha ngộ hại, cho nên mới trở về trong nước báo thù cho cha. Tiết Vĩ Đồng nói tần manh manh ư, tôi biết, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng cô ta chẳng giống Hà Vũ Mông chút nào. Khư Phượng Tiên nói, hiện đại kỹ thuật thẩm mỹ vô cùng cao siêu, nếu như tìm được bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầu quốc tế, hoàn toàn có thể biến anh thành một người khác, nghiệm chứng chuyện này thật ra không khó. Chỉ cần bắt được Hà Vũ Mông, tiến hành giám định gen, một người có thể thay đổi dung mạo nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi gen của cô ta. Tiết Vĩ Đồng dùng khử tay huyết trương dương một cái, tam ca, anh rất thân với Hà Vũ Mông mà, anh chắc biết chân tướng chứ. Trương đại quan nhân nói, anh biết cái rắm Hà Trường An nói với anh Hà Vũ Mông là con gái của y, anh chỉ biết chừng đó thôi, giờ biết đi đâu mà nghiệm chứng, người ta bị tần chấn đường đốt chết rồi, giờ đến cho cũng chẳng còn. Khư Phượng Tiên mỉm cười nói, trận hỏa hoạn trong biệt thự nếu như đốt cháy người thì cũng không thể sạch sẽ như vậy, ít nhiều cũng phải tìm được cho cốt có lẽ cảnh sát sẽ có phát hiện tiết vĩ đồng hỏi trương dương anh thực sự nhìn thấy hà vũ mông chết ư trương dương nói sau khi lửa nổi lên thì tôi chỉ lo chạy thế lửa tới rất nhanh tôi muốn tìm cô ta cũng không tìm thấy chờ lửa được dập rồi cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng cô ta mọi người bảo không phải ngộ hại thì là gì từ kiến cơ nói cảnh sát nói thế nào trương dương nói còn có thể nói thế nào nữa đều con mẹ nó lên tiếng cho tần chấn đường, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à, thằng chó tần chấn đường này còn là ác nhân mà đi kiện trước, cắn ngược lại tôi, còn nói tôi đoạt xe của đội cứu hỏa, nói tới để Hà Vũ Mông chạy, rõ ràng là chính hắn đoạt xe cứu hỏa mà. Tiết Vĩ Đồng nói, em tuy rằng không có mặt ở hiện trường, nhưng em cũng cảm thấy người cướp xe cứu thương rất giống phong cách của anh. Chẳng những Tiết Vĩ Đồng nói như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy, chẳng ai tin thằng ôn này lại chịu thiệt, nhìn tình hình thì 89 phần 10 là hắn đã cứu Hà Vũ Mông đi, không biết giấu người ta ở đâu rồi. Khư Phượng Tiên nhấp ngụm rượu, hy vọng Hà Tiểu Thư không sao. Tiết Vĩ Đồng nói, cô vừa rồi không phải nói cô ta đối nghịch với nhà các cô ư. Cô ta thầm nghĩ trong lòng, Hà Vũ Mông nếu xảy ra chuyện thì cô vốn nên là người cao hứng nhất mới đúng chứ. Khư Phượng Tiên nói, trời cao có đức hiếu sinh, tôi hy vọng tất cả mọi người đều được bình an. Dựa theo lẽ thường thì sau cơm chiều nên có tiết mục khác, nhưng Chu Hưng Quốc tối nay rõ ràng không có tâm trạng, Tiết Vĩ Đồng cũng không đề nghị tìm chỗ vui vẻ nói chuyện tiếp. Gần đây trong nhà cô ta cũng có không ít chuyện, cha ở nhà, có câu cha mẹ còn thì không thể đi xa, Tiết Vĩ Đồng cũng vui vẻ tiếp tục làm đứa con gái hiếu thuận. Mấy người ở trước cửa chia tay, Chu Hưng Quốc nói với Trương Dương, tôi chở cậu. Trương Dương quả thực không lái xe tới đây, hắn cũng biết Chu Hưng Quốc không đơn giản chỉ là muốn chở mình về, gật đầu lên ô tô của Chu Hưng Quốc chương 2387 nhìn thấu trước hai khởi động ô tô Chu Hưng Quốc nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ xe kinh thành ánh đèn rực rỡ loại cảm giác này khiến hắn quen thuộc nhưng lại khiến hắn cảm thấy có một chút xa lạ Trương Dương cũng đang thưởng thức cảnh đêm có điều trong lòng hắn vẫn vướng bận chuyện tần manh manh xử lão gia tử nếu đã đáp ứng hắn người giang Hồ một lời nói đáng giá ngàn vàng ông ta nhất định sẽ bảo hộ an toàn cho tần Manh Manh nhưng đây cũng chỉ là kế tạm thời, chờ tình hình bình ổn rồi, vấn đề đầu tiên hắn phải đối mặt là đưa Tần Manh manh đi, chỉ có cô ta bình yên rời khỏi trong nước thì mình mới có thể an tâm. Chu Hưng Quốc tuy rằng nói đưa Trương Dương, nhưng lại không nói đưa hắn đi đâu, nhìn Trương Dương một cái, nói với lái xe tới công ty. Chu Hưng Quốc bình thường rất ít khi ở kinh thành, nhưng tổng bộ công ty của hắn vẫn thiết lập ở đây, tầng 79 tòa nhà Kinh Đô. Đi vào văn phòng của Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc cởi cà vạt, chỉ chỉ vào phòng ở bên cạnh, bên trong là phòng nghỉ của tôi, tối nay cậu đừng đi đâu, cứ ở đó đi. Trương Dương cười nói, lão đại, hình như anh dẫn tôi tới làm tam bồi à, chuyện biến thái tôi không làm đâu. Chu Hưng Quốc cười một tiếng, trên bàn có thiết quan âm thượng hạng, cậu đi nấu nước pha trà, tôi đi tắm rửa, chúng ta lát nữa lại nói chuyện. Trương Dương nhìn văn phòng này, sau đó dựa theo phân phó của Chu Hưng Quốc đi đun nước pha trà, chờ nước sôi rồi, Chu Hưng Quốc cũng tắm xong đi ra, hắn vừa lau đầu vừa nói tôi quên mất, còn một chai rượu vang 50 năm. Trương Dương lắc đầu nói, rượu Tây tôi không thích, chúng ta hay là uống trà đi, quân tử chi giao nhạt như nước, thế cũng phong nhã hơn. Chu Hưng Quốc nghe ra ẩn ý của thằng cha này, hắn cười cười, gật đầu với Trương Dương, được, có bản lĩnh, gặp người chỉ nói ba phần, cũng chơi trò này với tôi à. Trương Dương dùng nước sôi rửa trà cụ, sau đó bắt đầu ngầm trà. Chu Hưng Quốc ngồi xuống đối diện hắn, thuận tay ném khăn lên trên bàn trà, "Lão Tam, tôi biết trong lòng cậu không thoải mái, hiện tại chỉ có hai huynh đệ chúng ta, có cái gì thì nói cái đó đi." Trương Dương pha trà xong, trước tiên đưa cho hắn một ly, ánh mắt không nhìn hắn, mà nhìn chén trà trước mặt, "Đại ca, lão gia tử có phải đặc biệt thích họ Phó hay không?" Chu Hưng Quốc cầm cốc trà lên ngửi, một ngụm rồi nói, "Tôi là người làm ăn, trên chính trị chỉ là người biết nửa vời, không hiểu nhiều lắm." ông nội của tôi chọn như thế nào thì khẳng định có có đạo lý của ông ta tôi chỉ có nhấc tay tán thành trương dương nói tôi đối với chính trị thật sự có chút chán ghét rồi chu hưng quốc nói rất nhiều người đối với cuộc sống đều chán ghét tới cực điểm nhưng vẫn cứ sống chán ghét là một chuyện sống là một chuyện khác tựa như tôi nhìn đối thủ trên làm ăn rõ ràng là rất ghét nhưng tôi vẫn cứ phải cười với người ta cậu đối với lãnh đạo rõ ràng trong lòng rất chán ghét nhưng khi gặp mặt vẫn phải cười bồi con người mà Sống thì không thể quá chân thật, tuy rằng mỗi người đều phỉ nhổ vào sự dối trá, nhưng người trên thế giới này không có một ai là không giả dối cả. Trương Dương uống trà, anh càng lúc càng có chiều sâu. Chu Hưng Quốc cười nói, đừng chế giễu tôi, tôi so với cậu thì mạnh hơn một chút, chính là một chút tự hiểu lấy mình, chưa từng làm chuyện quá sức. Anh, anh cứ như là đang mắng tôi vậy. Chu Hưng Quốc nói, vì cậu gọi tôi một tiếng đại ca, tôi có mắng cậu mấy câu cũng đúng nhưng tôi biết cậu làm việc tự có chừng mực của mình cho nên tôi không mắng bởi vì tôi có mắng cũng chưa chắc đã mắng đúng trương dương nói tôi gần đây gặp đủ chuyện chu hưng quốc nói tôi nhìn ra rồi hôm nay gọi cậu tới đây tôi chính là muốn nói rõ với cậu cậu tuy rằng là bí thư thị ủy tân hải còn là thường ủy thị ủy nhưng kinh lịch chính trị của cậu thì cũng chỉ có xíu xíu trương đại quan nhân nghe thấy cũng có đạo lý nhưng vẫn có chút không phục vậy thì phải xem là so với ai so với đám lão gia tử thì tôi là tầm thường, nhưng so với những cán bộ cơ sở thì tôi cũng miễn cưỡng được cho là nhà nghệ thuật chính trị. Chu Hưng Quốc thực sự có chút giờ khóc giờ cười, thằng ôn này đến giờ vẫn không quên rát vàng lên mặt mình, không nhịn được nói, nghệ thuật chính trị cái rắm cậu biết Phó Hải Triều vì sao nhắm vào cậu không? Thực sự cảm thấy hắn muốn tranh giành tình nhân với cậu à? Trương Dương nói, huynh đệ, tôi ở trong mắt anh mộ tính kém như vậy. Chu Hưng Quốc nói, cậu nhìn thấu rồi à? Trương Dương gật đầu, ít nhiều có chút nhìn thấu. Chu Hưng Quốc nói, cậu nếu đã nhìn thấu thì vì sao vẫn cứ dính vào phiền toái? Trương Dương nói, mỗi người đều có tính toán riêng. Chu Hưng Quốc thở dài, những lời này của Trương Dương chẳng khác nào thừa nhận hắn đang chuẩn bị lợi dụng cơ hội đấu với Phó Hải Triều để tranh phần cho Văn Gia, Phó Hải Triều cực có chủ kiến, chuyện một khi đã quyết định thì sẽ không thay đổi, không ngờ thằng Ôn Trương Dương này cũng kiên quyết như vậy chu hưng quốc nói tôi không thích chính trị càng lúc càng không thích trương dương nói tôi cũng không thích nhưng tôi phát hiện chính trị chính là một đầu trường rất thú vị tôi nếu đã tiến vào thì không thịt mấy tên rất khó thuận lợi bước ra anh coi như là tôi đang tự vệ đi chu hưng quốc nói cậu làm việc này văn gia có tán thành hay không trương dương nói tôi làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm không cần người khác tán thành hay không chu hưng quốc nói thật ra có tốt nhất nên đứng nao phi đấu tranh kịch liệt kịch liệt thì càng không thích hợp dính vào, bò bò giữ mình chưa chắc đã không phải là một lựa chọn tốt. Trương Dương nói, nhưng tôi không thể nuốt trôi được cục tức này, đại ca, anh nếu nói đỡ cho Phó Hải Triều thì giúp tôi nói với hắn, bảo hắn đừng chế tạo thị phi nữa, bằng không tôi tuyệt không tha cho hắn đâu. Trương Đại Quan Nhân nói tới đây, di động bỗng nhiên đổ chuông, Trương Dương bắt máy, người gọi điện thoại tới là Khư Hồng Hỷ, người phụ trách vụ án lục giã Vương Đình. Khư Hồng Hỷ ở trong điện thoại vẫn biểu hiện ra vẻ khách khí, đồng chí Trương Dương. Chào anh, thực sự xin lỗi vì đã muộn như vậy rồi còn quấy dậy anh, vụ án lục giã Vương Đình có tiến triển đột phá, cho nên tôi đặc biệt thông chi cho anh một tiếng. Trương Dương nói, tiến triển gì? Khư Hồng Hỷ nói, trong điện thoại thảo luận không tiện, hay là thế này đi, anh có thể tới phân cục một chuyến hay không? Trương Dương do dự một chút, cảm giác chuyện này hình như có chút không đúng, có điều hắn vẫn đáp ứng buông điện thoại rồi nói chuyện vừa rồi với Chu Hưng Quốc, Chu Hưng Quốc nhíu mày, chuyện này có chút không thích hợp. Trương Dương cười nói, khư hồng hỉ của ban phá án rất quen thuộc với hai huynh đệ tần chấn đường. Tôi thấy hắn 89 phần 10 là muốn lừa tôi. Chu Hưng Quốc nói, cậu định làm gì? Trương Dương nói, mặc kệ bọn họ muốn gì, tôi cứ đi một chuyến, đám chó này nếu thực sự muốn lừa tôi, tôi cũng không khách khí với chúng, gió xuân thổi, nổi chống trận. Xem ai sợ ai chương 2388, nhìn thấu chưa ba. Hắn nói mặc dù có rất buồn cười, nhưng Chu Hưng Quốc lại không hề cười, hắn nhắc nhở Trương Dương, tần gia ở quân giới có ảnh hưởng không phải là nhỏ, đối nghịch với theo chân bọn họ, cậu phải cẩn thận. Trương Dương nói, người không phạm tôi, tôi không phạm người, hiện tại người ta đã châm lửa muốn đốt tôi. Tôi không thể nào chịu được. Trương Dương nói, chuyện này anh cũng đừng nhúng tay vào, chuyện của tôi thì tự tôi giải quyết. Chu Hưng Quốc nói, Tam Đệ, có chuyện tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, Kinh Thành tuy rằng rất lớn. Nhưng bất kể tin tức gì cũng không thể giấu được, nhất là trong giới thái tử, gây thù chu oán khắp nơi không phải là sáng suốt đâu, cậu mặc dù có bản sự. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, đạo lý đơn giản như vậy cậu chắc biết chứ hả? Trương Dương nói, nếu thực sự có một đám người vây tới quần ẩu tôi, tôi cũng phải đánh lại. Hắn buông cốc trà rồi đứng lên, tôi đi trước, xem đám người này muốn dở cho gì. Chu Hưng Quốc nói, tôi chờ cậu. Trương Dương lắc đầu, thôi, chuyện này các anh đừng tham gia vào, tôi tự có thể giải quyết. Chu Hưng Quốc tiến hắn ra tới cửa, nhìn bóng dáng của Trương Dương, không khỏi lắc đầu. Trương Đại Quan Nhân ở dưới lầu bắt một chiếc xe taxi, tới phân cục Bình Tây, lên xe bao lâu thì nhận được điện thoại của Cao Liêm Minh. Cao Liêm Minh hét lên, lão đại, tôi đã tới sân bay thủ đô rồi, anh sao không đến đón tôi? Trương Dương tức giận nói, cậu đã thành niên chưa? lớn như vậy rồi còn bắt tôi đón à bản thân tôi đi đâu cũng tự hết cao liêm minh kêu khổ không ngừng anh không biết xe taxi của kinh thành đen lắm à tiền lương của tôi có được mấy đồng lần này cũng không phải đi công tác tôi mặc kệ khi nào về anh giúp tôi thanh toán tiền xe trương dương nói anh không phải do tôi quản tôi tìm anh là tình cảm cá nhân huynh đệ chúng ta ngay cả chút giao tình ấy cũng không có à cao liêm minh thở gấp nói anh đừng vòng vo với tôi rốt cuộc gọi tôi tới là có chuyện gì. Trương Dương nói, cậu không phải là luật sư tôi muốn kiện, mau tới phân cục Bình Tây đi, tôi dính phải phiền phức rồi. Khư Hồng Hỷ cũng không ngờ Trương Dương lại tới thống khoái như vậy, nhìn thấy Trương Dương hắn vẫn rất khách khí mời vào, vào trong văn phòng của mình, bảo thủ hạ đi pha trà cho Trương Dương, rồi hắn giọng nói, đồng chí Trương Dương, tôi mời anh tới đây là có một số tình huống cần tìm hiểu. Trương đại quan nhân cười nói, khư cục thật là khách khí quá, đừng nói tôi là đảng viên, cho dù là một công dân nước Cộng hòa bình thường cũng sẽ toàn lực phối hợp với công tác của cơ quan công an các anh, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn. Khư hồng hỉ thở vào nhẹ nhõm, đồng chí Trương Dương, những lời này của anh tôi an tâm rồi, thật ra mọi người đều là người trong thể chế, trên công tác nên thông cảm cho hao, anh thấy có đúng không? Trương Dương mỉm cười gật đầu, cầm chén trà lên, không nhanh không chậm nhất một ngụm trà lá này so với trà ở chỗ chu hưng quốc thì hiển nhiên kém hơn rất nhiều khư hồng hỉ nói thấy tốt hơn rồi chứ những lời này của hắn là nhằm vào chuyện trương dương tối hôm qua từ trong đám cháy chạy thoát ra được trương dương nói tôi không sao tần chấn đường không hại chết được tôi đâu khư hồng hỉ không khỏi ho khan một tiếng sau đó nói căn cứ vào điều tra của chúng tôi ở hiện trường hỏa hoạn chuyên gia đã xác nhận trận lửa này là dẫn phát từ bên trong hơn nữa có nhiều điểm cháy, căn cứ vào phân tích và phán đoán của chuyên gia thì chắc là phóng hỏa có dự mưu. Trương đại quan nhân nói, tôi đã sớm nói qua là bởi vì phóng hỏa mà, không có gì mà P điều tra cả, lửa chính là tần chấn đường phóng. Trong lòng Khư Hồng hỉ thầm cười lạnh, anh nói cái gì thì tôi phải làm cái đó hả? À? Có điều hắn cũng không nóng lòng lập tức vạch trần Trương Dương, không nhanh không chậm nói, căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi tìm hiểu được thì khi châm lửa đồng chí Tần Trấn Đường không hề tiến vào biệt thự số 7. Trương Dương nói, hắn nói cái gì thì là như thế à? Hắn đương nhiên không dám thừa nhận rồi. Lúc ấy rất nhiều người bên cạnh hắn đều có thể chứng minh. Bọn họ là một bọn, tất nhiên là cấu kết với nhau rồi. Khưu Hồng Hỷ nói, đồng chí Trương Dương, chúng tôi đã xem băng ghi hình của tiểu khu lúc ấy rồi, căn cứ vào hình ảnh trên băng thì có thể nhận định khi lửa bốc lên, đồng chí Tần Trấn Đường vẫn còn ở bên ngoài, hắn sao có thể vào biệt thự phóng hỏa được. Trương Dương nheo mắt lại nhìn Khư Hồng Hỷ, rất lâu vẫn không nói gì, Khư Hồng Hỷ bắt đầu cảm thấy thằng cha này bị mình hỏi cho á khẩu không trả lời được rồi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Trương Dương gật đầu, Khư Cục, tôi sao nghe như anh đang ra sức bảo vệ cho Tần Trấn Đường vậy? Khư Hồng Hỷ nói, tôi không thiên vị bất kỳ ai cả, tôi chỉ tôn trọng sự thật. Trương Dương lớn tiếng nói, sự thật chính là tần chấn đường phóng hỏa đốt biệt thự số 77, anh tuy rằng có thể chứng minh lúc ấy hắn không ở trong biệt thự, nhưng khi đó hắn dẫn theo mấy chục binh lính bao vây biệt thự số 77, anh có thể chứng minh thủ hạ của thủ hạ không làm không? À, cái này, Trương Dương thực sự đã hỏi cho Khư Hồng Hỷ nghẹn lời. Khư Hồng Hỷ nói, bọn họ đều là quân nhân, tố dưỡng chính trị vẫn không tồi. Trương Dương nói, quân nhân thì không phạm pháp à, anh nói bọn họ không phóng hỏa, vậy thì phiền anh nói cho tôi biết, lửa là do ai phóng. Khưu Hồng Hỷ nói, đồng chí Trương Dương, anh đã hỏi như vậy thì có một số lời tôi không ngại nói ra, căn cứ vào tìm hiểu của chúng tôi thì lúc ban đầu, trong biệt thự tổng cộng có 6 người, về sau thì có 4 người đi, 4 người này tôi đã đều tìm được rồi, bọn họ có thể chứng minh lúc ấy trong biệt thự chỉ còn lại anh và Hà Vũ Mông. Trương Dương nói, không sai, Hà Vũ Mông để bốn người để bọn họ ra ngoài báo cảnh sát, lúc ấy tần chấn đường dẫn mấy chục binh lính súng vác vai, đạn lên nòng tới, hiển nhiên đã tạo thành uy hiếp tới sinh mạng của chúng ta, để bốn người này rời khỏi cũng là hành động bất đắc dĩ. Khư Hồng Hỷ nói, nói cách khác khi lửa nổi lên, anh và Hà Vũ Mông ở trong biệt thự, nếu đã xác định trận hỏa hoạn này là bởi vì phóng hỏa, các anh ở trong biệt thự có hiểm nghi phóng hỏa. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chúng tôi phóng hỏa chúng tôi vì sao muốn phóng hỏa, chẳng lẽ chúng tôi đột nhiên phát điên muốn đốt cháy mình. Khư Hồng Hỷ nói, đồng chí Trương Dương, chúng ta nên nhìn vấn đề này một cách khách quan, anh có thể nói cho tôi biết, lúc ấy anh là thoát ly đám cháy như thế nào hay không? Trương Dương bực mình nói, đã nói với anh cả một trăm lần rồi. Hà Vũ Mông ở đâu? Trương Dương phát hỏa, anh là cảnh sát, sao lại đi hỏi tôi? Người ta mất tích, sống hay chết nên là các anh đi tìm, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Khưu Hồng Hỷ nói, đồng chí Trương Dương, có một số việc không thể nói đùa được đâu. Anh hình như đang uy hiếp tôi. Khưu Hồng Hỷ nói, căn cứ vào tình huống chúng tôi trước mắt nắm giữ được, anh đã bị chúng tôi liệt vào người hiểm nghi phóng hỏa. Trương Dương cười lạnh nói, Khưu Hồng Hỷ, anh chơi tôi à, sao lại chụp cho tôi cái mũ to như vậy, anh khai thật với tôi đi, anh rốt cuộc được tần chấn đường cho cái gì. Khư Hồng Hỷ tức giận đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng, đồng chí Trương Dương, anh còn nói như vậy tôi sẽ tố cáo anh tội phỉ báng. Trương Dương nói, tôi sớm biết anh lừa tôi đến là không có hảo tâm gì mà, khi lửa cháy anh và hai huynh đệ tần ra mắt đi mày lại, tưởng tôi không phát hiện à. Anh, anh cái gì mà anh, anh có phải cảm thấy tôi dễ bắt nạt, kiếm ra mấy cái chuyện ở vẩn để đổ lên người tôi, mẹ kiếp, anh không thấy xấu hổ với quốc huy trên đầu anh ư anh có xứng làm cảnh sát bảo vệ chính nghĩa không? Khư hồng hỉ thẹn quá hóa giận, tôi làm việc không thẹn với lương tâm. Vứt mẹ đi, tôi thấy lương tâm của anh đã sớm bị chó nó ăn rồi. Khư hồng hỉ sớm biết rằng thằng cha này rất kiêu ngạo, không ngờ hắn kiêu ngạo đến loại tình trạng này, tới một mẫu ba phân đất của mình, không ngờ còn dám chửi bới. Khư hồng hỉ phát hỏa, trương dương, tôi nhắc nhở anh chú ý tới ngôn hành của mình. Trương đại quan nhân nói, ngôn hành của tôi chẳng có vấn đề gì cả, tôi nói sai câu nào. Tối nay có phải anh mời tôi đến hay không? Khưu Hồng Hỷ không nói gì, quả thực là hắn mời Trương Dương đến đây. Trương Đại Quan Nhân khí thế bức nhân nói, nói cái gì tình tiết vụ án có tiến triển, lừa tôi à? Sợ tôi không phối hợp, trước tiên lừa tôi tới cục cảnh sát, kế tiếp anh chuẩn bị làm gì? Có phải định câu lưu tôi hay không? Khưu Hồng Hỷ miệng ngập ngừng, hắn muốn phát hỏa, nhưng trong đáy lòng lại không vững. Trương Dương nói, mọi người cũng không phải là trẻ con, ai muốn làm gì thì chúng ta đều hiểu rõ, những lời vừa rồi của anh, từng câu dẫn tôi vào bẫy, nói trắng ra là muốn chứng minh tôi phóng hỏa đốt biệt thự số 77, anh là cảnh sát, một cảnh sát tốt đầu tiên phải tới logic, tôi hỏi anh, động cơ phóng hỏa của tôi là gì? Là tôi muốn tự sát hay là tôi muốn giết chết Hà Vũ Mông? À, Khưu Hồng Hỷ bị Trương Dương hỏi cho cứng họng. Chương 2389, nhìn thấu trước 4, Trương Dương nói: Anh không biết nói gì đúng không? Tôi trả lời giúp anh, tôi và Hà Vũ Mông là bạn tốt, tôi được Hà Trường An ủy thác chiếu cố cô ta, cho nên tôi không thể gây thương tổn cho cô ta, tôi sống đang vui, nhân sinh của tôi có tư có vị, tôi cũng sẽ không tự sát, cho nên tôi không có động cơ phạm tội. Khưu Hồng Hỉ nói: Lần đầu tiên Tần Chấn Đường tiến vào biệt thự số 77, anh vì sao nói Hà Vũ Mông không có ở đó? Trương Đại Quan Nhân cười nói: Tôi đùa đó thằng chó đó không phải là thứ tốt lành gì, hắn muốn gây bất lợi đối với Hà Vũ Mông, kiếm đâu ra cái gọi là giấy điều tra đòi xét nhà, mà này, chuyện của hệ thống công an các anh từ khi nào do bộ đội quản thế. Khư Hồng Hỷ lại bị hỏi cho nghẹn lời. Trương Dương nói, xem ra anh và Tần chấn Đường câu thông chưa đủ rồi. Tuy rằng tôi không thấy hắn, nhưng tôi cũng biết hắn nói với anh thế nào, hắn nói là tôi phóng hỏa, nói tôi lợi dụng đám cháy để che giấu, chế tạo hỗn loạn rồi thừa dịp hỗn loạn đưa hà vũ mông ra ngoài khưu hồng hỉ bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện căn cứ vào ghi chép của trung tâm báo cháy thời gian các anh gọi điện thoại báo cháy và thời gian cháy không khớp nhau trương dương nói dục ra chi tội anh hoài nghi tôi thì cứ đi điều tra chứng cớ thì anh cứ bắt tôi đi tôi hiện tại cũng có nghi vấn tần chấn đường hắn dựa vào gì mà dẫn lính tự tiện xông vào nhà riêng hắn có quyền gì mà hạn chế người khác ra vào hắn cướp xe cứu hỏa ở hiện trường đã nghiêm trọng nguy hại tới an toàn của công chúng. Anh vì sao không tiến hành xử lý hắn? Là bởi vì các anh là bằng hữu ư? Anh nói bậy. Trương Dương cười nói, mỗi sự kiện tôi nói đều có căn cứ, khư cục, tôi cho anh một lời khuyên, làm cảnh sát nhất định phải đoan chính, bằng không anh sẽ suối quẩy đó. Khư Hồng Hỷ tức giận nói, không cần anh phải giáo huấn tôi, khi tôi bắt đầu công tác thì anh còn. Hắn vốn định nói anh còn đang uống sữa, nhưng lời nói đến môi thì cảm thấy có chút không ổn, lúc này thực sự bị thằng ôn này chọc giận cho hồ đồ mất rồi. Khư Hồng Hỷ nói, Trương Dương, chuyện anh đã làm không nói chúng tôi cũng có thể điều tra ra. Trương Dương, Trương Dương, anh coi tôi là bằng hữu thì tôi còn khách khí với anh, nói thật với anh. Nhưng anh nếu đã không mề mặt tôi, tôi cũng không cần thiết phải khách khí với anh. Chúng ta giải quyết việc chung, hiện tại anh hoặc là thả tôi đi, hoặc là chờ luật sư của tôi tới rồi tiếp tục hỏi tôi, đi con đường nào thì tự anh lựa chọn. Khư Hồng Hỷ nói, anh có thái độ gì đó, tôi chỉ là tìm anh để tìm hiểu một số tình huống, anh sao không phối hợp thế. Trương đại quan nhân trợn mắt căn bản không để ý tới hắn, hắn đoán chắc Cao Liêm Minh sắp tới rồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, hơn 10 phút sau Cao Liêm Minh thở hồng hộc tới phân cục Bình Tây, hắn hỏi rõ địa điểm của Trương Dương, thở hồn hển gõ cửa tiến vào, vừa vào cửa đã nói, bí thư Trương, có chuyện gì thế, Trương Dương nhìn thoáng qua Khưu Hồng Hỷ, à, vị cục trưởng Khưu này định dùng tội danh có lẽ có nhốt tôi, anh đến chậm một bước thì chắc anh ta chuẩn bị dụng hình với tôi rồi. Cao Liêm Minh vừa lau mồ hôi vừa hét lớn, tôi xem ai dám nào. Hắn nâng kính, hầm hầm nhìn Khưu Hồng Hỷ, đầu óc của thằng ôn này rất nhanh nhạy, vừa nhìn cục diện trước mắt đã biết Trương Dương là gọi hắn đến làm dối, dối thì dối, trời sập cũng có bí thư Trương Anh đỡ, tôi sợ đéo gì. Cao Liêm Minh nói, cảnh sát thì có gì hơn người cảnh sát làm việc cũng phải chú ý tới pháp luật, bí thư trương, anh đừng sợ, có tôi ở đây, bọn họ chỉ cần dám làm ra chuyện trái với pháp luật, trái với nguyên tắc thì tôi sẽ tố cáo họ. Trương đại quan nhân mặt mày hớn hở nói, luật sư cao, tôi mời anh tới đây là muốn cáo trạng. Hắn giới thiệu cao liêm minh với Khưu Hồng Hỷ, cục trưởng Khưu, tôi quên chưa giới thiệu với anh một chút, vị này là tiên sinh cao liêm minh, đại luật sư du học ở nước Mỹ, anh ta ở nước Mỹ được coi là thần đồng của giới pháp luật, 14 tuổi đã lấy được giấy phép luật sư. Năm đó đã giành thắng lợi đầu tiên trên tòa. 17 tuổi lấy được học vị tiến sĩ luật. 18 tuổi ở Manhattan dùng danh nghĩa cá nhân mở ban sự vụ luật sư. Các đại tập đoàn tài chính của phố ôn trước sau mời anh ta làm cố vấn pháp luật. Tập đoàn tài chính Benin, IBM, vân vân, nói chung là rất nhiều. Cao Liêm Minh nhìn Trương Dương, miệng há ra to tới mức có thể có thể nuốt được một quả trứng vịt. Mẹ, anh không chém gió như vậy thì chết à? giấy phép luật sư của tôi là mua mà có đó có điều cao liêm minh cũng không để khư hồng hỉ nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mình lập tức nặn ra bộ dạng vô cùng kiêu căng bí thư trương chuyện quá khứ thôi đừng nói nữa tôi sở dĩ trở về là vì tôi bất mãn với một số chế độ pháp luật của nước nhà tôi muốn giúp tổ quốc hoàn thiện pháp luật chuyện của anh cũng là chuyện của tôi đối với người khác tôi sẽ lấy tiền nhưng đối với anh tôi là làm nghĩa vụ anh cứ nói với tôi rốt cuộc anh muốn tố cáo ai Trương Dương chỉ chỉ vào Khư Hồng Hỷ, tôi muốn tố cáo vị khư cục này, tố hắn làm việc thiên vị. Khư Hồng Hỷ lúc này thực sự bị hai người kẻ sướng người họa khiến cho ngây ra, nghe thấy Trương Dương nói ra bốn chữ làm việc thiên vị, trong lòng run lên. Cao Liêm Minh giả vờ giả Việt, tôi nhớ rồi. Khư Hồng Hỷ nói đồng chí Trương Dương, tôi là tìm anh để tìm hiểu tình huống theo lệ. Trương Dương nói, tôi kệ anh, dù sao luật sư của tôi cũng tới rồi, đám người các anh chờ thư của luật sư đi đừng có giả vờ vô tội, có trong sạch hay không thì chúng ta ra tòa án nói. Hắn đứng lên ngáp một cái, anh tìm tôi còn chuyện gì khác nữa không? Nếu như không còn thì tôi đi trước, nhờ các anh chuyển cáo cho tần chấn đường giúp tôi, sự kiện gây trở ngại an toàn công cộng các anh không kiện thì tôi kiện, chuyện phóng hỏa hành hung, anh hoài nghi tôi, tôi cũng muốn kiện, thiên hạ lớn như vậy, tôi rồi cũng có thể tìm được chỗ nói lý lẽ, hà vũ mông sống hay chết các anh không đi cha, tôi cũng kiện luôn. Hắn quay sang Cao Liêm Minh, nhiều đơn kiện như vậy tôi có thể kiện cùng lúc không cao liêm minh nói không sao cứ để đó cho tôi kiện cáo là sở trường của tôi thằng cha này vẻ mặt rất tự tin từ lúc chào đời tới nay chưa từng cảm thấy mình uy phong mình như vậy bao giờ trương dương nói hà vũ mông bị tần chấn đường phóng hỏa đốt chết vụ án này có thể thông qua sứ quán nước mỹ dù sao cô ta cũng có quốc tịch mỹ cao liêm minh nói vậy tính chất nghiêm trọng rồi Trương Đại Quan Nhân nói, đâu chỉ nghiêm trọng, sẽ sinh ra ảnh hưởng quốc tế đó. Cao Liêm Minh nói, chỉ sợ quan viên phụ trách chị An sẽ bởi vậy mà mất mũ cánh chuồn. Trương Dương nói, ở vị trí đó mà không làm việc, chết không đáng tiếc. Khưu Hồng Hỷ bị hai kẻ dở hơi này chọc cho mặt tím bầm, hắn hiện tại xem như nhìn ra rồi, người ta là cố ý chơi hắn, có điều lời nói của hai người này cũng là không thể không tin, không khéo bọn họ thực sự muốn kiện mình ra tòa. Thiếu chứng cứ, chỉ bằng hai chữ hoài nghi thì không thể giam Trương Dương, giấy phép luật sư của Cao Liêm Minh tuy rằng là mua, nhưng thằng cha này đối với pháp luật vẫn hiểu được không ít, cố làm ra vẻ dọa cho Khư Hồng Hỷ một trận. Trương Dương và Cao Liêm Minh một trước một sau rời khỏi phân cục Bình Tây, Khư Hồng Hỷ cũng bất lực, hôm nay vốn định lợi dụng việc cha được để dọa Trương Dương, không ngờ không những không dọa được Trương Dương, còn để cho người ta chế giễu một trận. Ra khỏi cửa lớn phân cục, Cao Liêm Minh cố nén cười, nhịn đến nỗn trông như gà mái đẻ trứng trương đại quan nhân chừng mắt lườm hắn một cái vươn tay vẫy xe taxi hai người lên xe cao liêm minh rốt cuộc không nhịn được bật cười ha ha trương dương vỗ hắn một cái mắng anh không thể nhìn chút à tôi không nhịn được cao liêm minh cười đến không thở nổi hắn cố hít sâu một hơi rồi nói anh có nhìn khưu hồng hỉ vừa rồi không thiếu chút nữa thì bị chúng ta chọc cho chết đúng là buồn cười trương dương nhìn cao liêm minh liêm minh anh đừng cảm thấy tôi là gọi anh tới để chơi lần này muốn anh giúp thật đó cao liêm minh ngây ra một thoáng anh thực sự định kiện à trương dương gật đầu không kiện thì tôi đã kiện thì phải kinh thiên động địa không cho đám chó này biết tay thì chúng sẽ cho rằng tôi dễ bắt nạt cao liêm minh nói anh trương tôi cảm thấy trên đời này không ai dám bắt nạt anh cả trương dương nói vậy thì chính là tôi muốn bắt nạt người ta sao có giúp không Cao Liêm Minh, nói giúp anh thì đương nhiên không thành vấn đề, có điều tôi lo cho cái trình độ này của tôi. Trương Dương nói, nói tới kiện tử tế thì anh khẳng định không được, nhưng chúng ta lần này là kiện láo, tôi nghĩ tới nghĩ lui, không có người nào thích hợp hơn anh. Cao Liêm Minh lần đầu được Trương Dương coi trọng như vậy, không khỏi có chút kích động, khẩu nước miếng đang muốn thổ lộ vài câu thì đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề cực kỳ hiện thực vậy, việc ăn uống của tôi ai chi trả? Trương đại quan nhân cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn, yên tâm đi, tôi sẽ tìm một kim chủ cho anh. Cao Liêm Minh nói, còn một vấn đề nữa, chuyện này ầm ý lên rồi, cha tôi nếu biết thì sao? Trương Dương nói, anh lúc nào có thể thực sự trưởng thành hả? Chẳng lẽ cả đời để cha anh quản? chương 2390, đã xong chương một. Trương Dương an bài cho Cao Liêm Minh vào ở ban chú Kinh Bình Hải, khi vừa tới ban chú kinh thì vừa hay nhìn thấy Hồng vệ Đông đang ở đó lo liệu, nhìn thấy Trương Dương và Cao Liêm Minh tiến vào, vội vàng cười cười nghênh đón, "Bí thư Trương, tôi đang tìm anh đây." Trương Dương nói, "Tìm tôi có gì phân phó?" Hồng vệ Đông cười nói, "Tôi nào dám phân phó anh." Hắn trước tiên bắt tay Cao Liêm Minh, công tử của thính trưởng thính công an tỉnh hắn đương nhiên biết, Trương Dương bảo hắn trước tiên an bài phòng cho Cao Liêm Minh. Hồng vệ Đông sai người dẫn Cao Liêm Minh về phòng trước mình thì cùng Trương Dương tới phòng hắn ở, đợi cho bốn bể vắng lặng mới nói, buổi chiều hôm nay có cảnh sát tới. Trương Dương thản nhiên nói, tới làm gì? Hồng vệ đông nói, bọn họ tới điều tra, muốn điều tra phòng anh ở. Trương Dương dừng chân, có chút cả giận nói, dựa vào gì, có được tôi cho phép chưa? Hồng vệ đông nói, anh yên tâm, tôi không để bọn họ thực hiện được ý đồ đâu, tùy tiện chỉ bậy một phòng lừa họ. Trương Dương thực sự có chút thưởng thức Hồng Vệ Đông, Người có thể đứng vững ở ban chú kinh quả nhiên không đơn giản, đầu óc rất linh hoạt. Hồng vệ Đông tìm Trương Dương cũng không chỉ là để lấy lòng hắn, lại nói tỉnh trưởng Chu tới. Trương Dương nghe nói Chu Hưng Dân tới kinh thành tôi hát ngẩn ra, ông ta đang ở phòng nào? Sau khi hỏi xong thì lại cảm thấy có chút dư thừa, Chu Hưng Dân có nhà ở kinh thành, khi y tới đây không ở ban chú kinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Trương Dương, Hồng vệ Đông đáp, y ở nhà, có điều thư ký trưởng Diêm không đi cùng anh ta đang ở phòng 608. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 10 rưỡi tối rồi. Hôm nay muộn quá rồi, chờ sáng sớm mai tôi tới chào hỏi anh ta. Hồng Vệ Đông nói, thư ký trưởng Diêm nói bảo anh về thì lập tức tới gặp anh ta. Nếu Diêm Quốc Đào đã nói như vậy, Trương Dương cũng không cố kỵ quấy dày sự nghỉ ngơi của hắn, tới phòng Diêm Quốc Đào. Phát hiện Diêm Quốc Đào chưa ngủ, một mình ở trong phòng xem TV. Nhìn thấy Trương Dương tiến vào, Diêm Quốc Đào cầm điều khiển tắt tivi, vỗ vỗ sofa bên cạnh, Trương Dương, tới đây ngồi đi. Trương Dương đi tới, nhìn thấy trà đậm trong chén trà của Diêm Quốc Đào thì cười cười nhắc nhở, thư ký trưởng Diêm à, buổi tối uống trà đặc không có lợi cho giấc ngủ đâu. Diêm Quốc Đào nói, tuổi càng lớn thì ngủ càng khó, dù sao cũng không ngủ được. Uống chút không sao cả. Hắn quan sát Trương Dương rồi ý vị thâm trường nói, không giống như người trẻ tuổi các anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đều ăn ngon ngủ yên trương đại quan nhân đương nhiên có thể nghe ra hắn đang ám chỉ điều gì cười ha ha nói con người tôi vô tâm vô phế chuyện to bằng trời cũng không để ở trong lòng diêm quốc đào nói anh ở kinh thành cũng không phải là ngắn thân là bí thư thị ủy tân hải anh không định quản chuyện của tân hải à trương dương thở dài tôi cũng muốn đi lắm nhưng trước mắt không đi được trước sau tôi tổng cộng ở đây nửa tháng rồi thật sự có chút phiền nhưng tới đây rồi thì phiền toái không dứt Thư ký trưởng Diêm à, anh nói xem tôi có phải là dễ bắt nạt không? Sao ai cũng muốn gây khó dễ cho tôi? Diêm Quốc Đào cười cười, tôi cũng nghe nói tới không ít chuyện của anh. Trương Dương nói, loại tin đồn này lừa người khác thì được, nhưng muốn lừa một chính trị gia hiểu rõ sai trái như anh thì tuyệt đối không thể. Diêm Quốc Đào cười nói, anh đừng có cho tôi đội mũ cao. Tôi thì tính là chính trị gia gì chứ, thật ra người khác nói anh thế nào thì có liên quan gì tới tôi? nhưng dù sao cũng có người tin lời anh nói đúng không? Vạn nhất những tin đồn truyền tới tai bí thư tống, anh ta chưa chắc đã cao hứng. Cho dù bí thư tống tin anh vô điều kiện, nhưng những nhàn ngôn toái ngữ này truyền nhiều cũng không có lợi cho anh. Đối với bí thư tống cũng có ảnh hưởng không tốt, Diêm quốc đào nói tuy rằng rất huyền chuyển, nhưng thầm giấu cơ phong. Trương đại quan nhân tuy rằng không thích phương thức nói chuyện của Diêm quốc đào, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lời người ta nói là thật. Mình làm mưa làm gió ở ở kinh thành, nếu thực sự đắc tội với một nhân vật trọng yếu nào đó, người ta chẳng những sẽ hận hắn. Không khéo ngay cả cha nuôi và nhạc phụ sau lưng hắn cũng bị ảnh hưởng, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Với thế cục trước mắt, anh không phạm người thì người ta cũng sẽ phạm anh, không phải ai đó đã từng nói, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công ư? Lão tử muốn tấn công, đánh cho anh không thể chống đỡ, anh ngay cả chống đỡ cũng không xong thì làm sao còn công kích được tôi? Nghĩ đến đây trương đại quan nhân mỉm cười, thư ký trưởng Diêm, ý tứ của ngài tôi hiểu, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ trầm thấp làm người, người không phạm tôi thì tôi không phạm người. Nửa câu đầu Diêm Quốc Đào nghe thấy còn được, nhưng nửa câu sau hắn vừa nghe vậy thì lập tức lại nhíu mày, thằng ôn này tuyệt đối không phải là là hạng người biết tu tâm. Diêm Quốc Đào nói, Trương Dương à, địa phương như Kinh Thành vô cùng phức tạp, làm việc nhất định phải cẩn thận. Nói tới đây đủ rồi, Diêm Quốc Đào cũng không định nói nữa, Nói nữa cũng vô dụng. Trương Dương nói, thư ký Trưởng Diêm, ngài yên tâm, tôi sẽ tranh thủ mau chóng giải quyết chuyện trước mắt, rồi ngay lập tức sẽ trở lại cương vị công tác của tôi. Diêm Quốc Đào nói, như vậy là tốt nhất, nếu thực sự gặp chuyện không giải quyết được thì anh cứ nói thẳng với tôi, tôi có lẽ có thể giúp được một số việc nhỏ. Trương đại quan nhân nghĩ thầm có lẽ sẽ giúp đỡ được một số việc nhỏ, cái đó thì có khác gì là không giúp, có điều với phong cách làm việc của Diêm Quốc Đào nói ra những lời như vậy cũng rất đáng quý, đây đều là người ta nể mặt nhạc phụ của mình, trương đại quan nhân liên tục nói lời cảm tạ. Trở lại phòng mình, trên giường rất lâu mà không ngủ được, tần manh manh tuy rằng được hắn thành công cứu ra, nhưng dù sao vẫn đang ở trong nước, một ngày chưa đi, một ngày còn ở trong hiểm cảnh, liễu đan thần mất tích, hình chiêu huy bị giết, chuyện liên tiếp xảy ra khiến hắn ngay cả thở cũng không có thời gian, bảo cao liêm minh tới đây. Muốn làm cho chuyện này ầm lên với tần gia, trong mắt Trương Dương, Tần gia tuy rằng rất hận tần manh manh, nhưng nhà bọn họ vẫn không dám công khai nội tình cho công chúng. Đây là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, tần gia làm việc không có đạo đức, bọn họ đương nhiên sẽ không lộ ra, chuyện này đối với tần manh manh mà nói thì cũng là việc đáng tiếc cả đời, cô ta cũng sẽ không nói ra, về phần trương dương, càng không thể nói, tần manh manh khó khăn lắm mới từ trong thống khổ bước ra, hắn sao nhẫn tâm đi vạch trần. Tiếng chuông di động ở đầu giường đã phá vỡ sự trầm tư của Trương Dương, hắn nhìn nhìn số, như là số từ nước ngoài, sau khi bắt máy, nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ, cha. Nội tâm Trương Dương lập tức nóng lên, hắn lập tức đoán ra trong điện thoại là con trai mình thiên tứ, hắn nói năng lộn xộn, ngoan. Ngoan. chương 2391, đã xong trước hai. Bên kia truyền đến tiếng cười của An Ngữ Thần, cô ta rất nhanh giật lấy điện thoại, ôn nhu nói anh có nghe ra ra hay không? Trương Dương nói, hỏi thừa, giống của anh thì anh đương nhiên nghe ra rồi. An ngữ thần nói, trông nó y như anh vậy. Trương Dương nói, anh biết. Sao anh biết? Trương Dương nói, đã muộn thế này sao vẫn chưa ngủ? Sau khi nói xong thì lập tức nhớ tới bên kia vẫn là buổi chiều, không khỏi cười nói anh quân là lệch giờ. An ngữ thần nói, chị Thanh đẻ rồi. Máu trương đại quan nhân giống như trong nháy mắt động lại, nghe thấy cả tiếng thở dốc ồ ồ của mình, hơn nửa ngày sau mới tiêu hóa được nội dung trong những lời này của An Ngữ Thần, vậy, họ vẫn ổn chứ? An Ngữ Thần nói khẽ, mẹ con bình an, có điều con bé ra sớm hơn 20 ngày, cho nên đang nằm trong lồng kính. Trương Dương nói, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Khi nói những lời này mũi cay cay, không ngờ có chút nhớ nhung tới rơi nước mắt, theo lý thì mình cũng miễn cưỡng thuộc loại con người rắn giỏi, có thể tưởng tượng được người ta lắm lúc đột nhiên là nhi nữ tình trường. An ngữ thần nói, anh yên tâm đi, em sẽ chiếu cố tốt cho hai mẹ con. Trương Dương, nói vất vả cho em rồi, giúp anh hỏi chị Thanh, cô ấy có tiện tiếp điện thoại không? An ngữ thần nói, ngày mai em sẽ bảo chị ấy gọi cho anh, chị ấy hôm nay mệt rồi. Hai người hàn huyên hồi lâu, Trương Đại Quan Nhân mới dập máy, trên giường trên giường ngây ra khoảng nửa tiếng, mới ý thức được mình đã lại làm cha một trai một gái, nhân sinh bắt đầu trở nên viên mãn hơn, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới sợ yên nhiên, việc này nên giải thích với yên nhiên như thế nào đây? Làm sao để cô ta chấp nhận được việc mình gieo mầm khắp nơi, trương đại quan nhân nằm trên giường, hai tay gối ra sau đầu, ngơ ngác nhìn trần nhà, lẩm bẩm đa tình quá cũng thật là phiền não. Ngày hôm sau của trương đại quan nhân bắt đầu trong tiếng gõ cửa rồn rập, chú trí kiên của phân cục khu nam sách dẫn hai cảnh sát tìm tới cửa. Trương Đại Quan Nhân trong lòng rất bực, hắn vốn cho rằng chuyện bên đó đã xong rồi, không ngờ thằng cha này vẫn như âm hồn bất tán tới tìm mình. Chu Chí Kiên chẳng nói năng gì đứng đó, gã cảnh sát đi cùng hắn nói, "Đồng chí Trương Dương, chúng tôi mời anh về hiệp trợ điều tra." Trương Dương bực mình nói, "Hiệp trợ bao nhiêu lần rồi, đừng có cứ chuyện to bằng cái rắm là tìm tôi, tôi nào có nhiều thời gian như vậy để hầu hạ các anh." Chu Chí Kiên nói, "Đồng chí Trương Dương, anh tốt nhất hãy đi theo chúng tôi một chuyến, nơi này là ban chú kinh bình hải, tôi nghĩ anh cũng không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn hay không." Trương Dương nói, anh có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn áp dụng biện pháp cứng rắn với tôi?" Chu Chí Kiên nói, nếu như anh không phối hợp thì không loại trừ khả năng chúng tôi sẽ làm như vậy." Trương Đại Quan Nhân vừa nghe vậy thì không khỏi có chút bực mình, hầm hầm nhìn Chu Chí Kiên, anh có phải không biết phân biệt hay không? Tôi sở dĩ không so đo với anh là vì nể mặt chú anh, anh đừng có mà không biết xấu hổ như thế." Chu Chí Kiên bị Trương Dương nói cho mặt đỏ bừng lên, "Tôi là đang giải quyết việc chung, không có nhân tình quan hệ gì cả, Trương Dương, tôi nói cho anh hay, anh nói chuyện với tôi tốt nhất khách khí chút." Trương đại quan nhân nói, "Khách khí với anh ư? Con mẹ nó anh tính là cái đéo gì? Hạng trong mắt không có tôn trưởng, có tin tôi và vỡ mồm anh ra không?" Tay Chu Chí Kiên đã đặt lên súng hầm hầm nhìn Trương Dương, định tấn công cảnh sát à. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc, trước tiên chụp mũ cho Trương Dương đã. Trương đại quan nhân nghĩ thầm tôi tấn công cảnh sát, tấn công cảnh sát cũng không phải là một lần hai lần, thêm một lần cũng chẳng chết ai. Đang nghĩ xem có nên dạy cho thằng ôn này một bài học hay không thì nhìn thấy tỉnh trưởng Chu Hương Dân và thư ký trưởng tỉnh ủy Diêm Quốc đào bước về phía này, Trương đại quan nhân vội vàng đặt bàn tay đã dơ lên xuống. Chu Trí Kiên cũng nhìn thấy người tới bên đó, Chu Hưng Dân là chú hắn, hắn từ xa đã nhận ra. Chu Hưng Dân nhìn thấy tình huống bên này, hai bên y đều biết, Chu Chí Kiên là cháu y, Trương Dương là cấp dưới của y, Chu Chí Kiên mặc cảnh phục hiển nhiên không phải tới thăm thân gặp bạn. Trương Dương trước tiên cười chào, "Tỉnh trưởng Chu, ngài đã tới rồi à?" Chu Hưng Dân ừ một tiếng, Chu Chí Kiên bên kia cũng gọi một tiếng "chú". Chu Hưng Dân tới trước mặt hai người bọn họ, có chuyện gì thế? Trương đại quan nhân cười nói, không có gì cả, nói chuyện phiếm với thằng cháu thôi mà. Chu Chí Kiên cực kỳ bất mãn chừng mắt lườm hắn một cái, nói với Chu Hưng Dân, chú, cháu tới gọi hắn về hiệp trợ điều tra. Chu Hưng Dân ừ một tiếng, y không hỏi tiếp, khi đi qua bên cạnh Trương Dương thì vỗ vai hắn, đi sớm về sớm, tranh thủ buổi trưa ăn cơm cùng nhau. Trương đại quan nhân không biết Chu Hưng Dân có phải đang khách khí với mình hay không, chờ hắn theo chu Chí kiên tới phân cục khu nam sách thì lập tức liền minh bạch, mình chắc không đi ngay được. Xem ra chu Chí kiên hiện tại là một lòng nhầm vào mình, cục trưởng phân cục khu nam sách lương liên hợp đi tới mà coi như không nhìn thấy hắn. Trương đại quan nhân ngồi xuống trong văn phòng, nhìn nhìn bốn phía rồi nói, hôm nay là tìm hiểu tình huống hay là thẩm vấn. Chu Chí Kiên nói, tìm hiểu tình huống. Trương Dương nói, đâu có giống đâu. Từ hôm nay gặp mặt Chu Hưng Dân, thái độ của trương đại quan nhân quay ngoắt 180 độ, đối đãi tên đáng ghét Chu Trí Kiên này không ngờ cũng khách khí hơn rất nhiều. Chu Trí Kiên nói, tôi đến tìm anh vẫn là vì chuyện của Liễu Đan Thần. Trương đại quan nhân biết hắn vì chuyện này, không khỏi thở dài, những gì nên nói tôi đều nói rồi, các anh rốt cuộc còn gì chưa xong. Chu Trí Kiên nói, tôi hiện tại sẽ hỏi lại tình huống hôm ấy. Trương Đại Quan Nhân hai tay đan vào nhau, chân bắt chéo, bộ dạng không coi ai ra gì. Chu Chí Kiên cố nén không nói hắn, nói tóm lại hôm nay vẫn bắt hắn tới được rồi, nếu đã tới địa bàn của mình, việc gì cũng do mình làm chủ. Hắn ổn định tình tự một chút rồi nói, ngày đó anh vì sao muốn dẫn Liễu Đan Thần đi. Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh có thể có chúng sáng ý được không, tôi đã nói với anh rồi, lúc ấy không phải tôi muốn dẫn cô ta đi, là Liễu Đan Thần nhờ tôi đưa cô ta đi, cô ta ngất xỉu, nhưng không muốn tới bệnh viện. Chu Trí Kiên nói, theo như tôi biết thì quan hệ của anh và cô ta không được tốt lắm. Hơn nữa không lâu trước cô ta còn từng tố cáo anh. Trương Dương nói, cô ta tố cáo tôi thì chứng minh quan hệ của chúng tôi không tốt à. Logic của anh kiểu gì thế? Đúng là còn trẻ, anh biết cái gì gọi là hoan hỉ oan ra không? Nữ nhân ngoài miệng nói hận anh ghét anh, nói không chừng trong lòng rất yêu anh đó. Chu Trí Kiên trợn chừng hai mắt, nghĩ thầm anh đúng là không biết xấu hổ chương 2392, đã xong chưa ba? Trương Dương nói, nếu hôm nay đã tới rồi thì tôi cũng không ngại nói với anh thêm một lần. Tôi và Liễu Đan Thần không có mâu thuẫn gì cả, tôi lúc trước còn giúp cô ta trị bệnh đau lưng, anh không tin thì có thể đi điều tra điều tra, cô ta còn tới Tân Hải tìm tôi nữa. Trương Đại Quan Nhân quả thực không nói dối, nhưng Chu Trí Kiên thì lại không tin, hắn tiếp tục truy hỏi, cho dù anh nói thật, nhưng từ khi anh đưa Liễu Đan Thần rời khỏi viện kinh kịch, Đến khi anh đưa cô ta trở về chỗ ở, thời gian trống ở giữa là hơn 3 giờ, trong khoảng thời gian này anh đã đưa cô ta đi đâu? Trương Dương nói, đi nói chuyện. Cô ta nói trong lòng rất hoảng hốt, nhờ tôi đưa cô ta ra ngoài ô chơi, cho nên tôi lái xe đưa cô ta đi, chúng tôi nói chuyện rất vui. Có ai nhìn thấy, ai có thể chứng minh? Trương Đại Quan Nhân nói, tôi nói này Chu Cảnh Quan, anh nếu muốn nói chuyện với một vị hồng nhan chi kỷ nào đó, chẳng lẽ cứ phải tìm một chỗ đường cái xe đi lại như mắc cười à? Có ai mà không đi tìm một chỗ yên tĩnh chứ? Nữ cảnh viên phụ trách ghi chép bên cạnh Chu Trí Kiên nghe đến đây thì không nhịn được liền bật cười. Chu Trí Kiên bất mãn chừng mắt lườm cô ta một cái, nữ cảnh viên đó vội vàng ngừng cười, trong lòng thì lại cho rằng Trương Dương nói rất có lý. Chu Trí Kiên nói, vậy thì chính là không có ai chứng minh rồi. Đồng chí Trương Dương, từ lúc anh đưa Liễu Đan Thần đi, đến khi Liễu Đan Thần mất tích, Trước mắt chúng tôi đã tìm hiểu kỹ rằng chỉ có anh từng tiếp xúc với cô ta, không hề tìm được người khả nghi thứ hai. Trương Dương nói, nói nhiều như vậy thì anh vẫn là hoài nghi tôi. Chu Trí Kiên nói, liễu đàn thần đã mất tích 3 ngày 2 đêm rồi, chúng tôi xuất động nhiều cảnh lực như vậy nhưng đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào của cô ta. Anh nói chuyện không phải do anh làm, nhưng tôi hy vọng anh có thể nói ra tất cả những gì mà mình biết, điều này sẽ giúp chúng tôi có thể phá án nhanh chóng. Trương Dương nói, những gì tôi biết đều nói rồi, anh tin cũng được, không tin cũng được, dù sao cũng chỉ có từng đó thôi." Chu Chí Kiên nói, "Trương Dương, anh còn có chuyện giấu chúng tôi?" Trương Dương nói, "Anh có chứng cứ gì không? Tôi làm người làm việc quang minh lỗi lạc, không có gì phải sợ cả." Chu Chí Kiên lấy ra một thứ dùng băng dính lại, Trương Dương vươn tay ra muốn cầm thì Chu Chí Kiên lại đặt thứ đó xuống, "Biết đây là cái gì không?" Trương Dương lắc đầu, "Anh đừng có lấp lửng được không?" Có chuyện gì thì nói mau, chú anh còn chờ tôi ăn cơm đó." Chu Chí Kiên lại bị hắn nói cho nghẹn lời, thằng ôn này không ngờ ở trước mặt mình cậy già lên mặt, kể ra thì hắn cũng đâu đã già. Bất kể Chu Chí Kiên thừa nhận hay không thì sự thật vẫn là Trương Đại Quan Nhân là huynh đệ kết bái của Chu Hưng Quốc, chú hắn, vì điểm này, người ta quả thực hơn hắn một bậc. Chu Chí Kiên khó khăn lắm mới nuốt xuống được cục tức này, đưa tay ra mở thứ đó. Trương Đại Quan Nhân lần này đã thấy rõ ràng đây là một báo cáo xét nghiệm, bên trên viết trần đan, hạng mục kiểm nghiệm là nước tiểu SCG, kết quả là dương tính, trương đại quan nhân lập tức minh bạch, nhất định là liễu đan thần làm việc không triệt để, thuận tay ném báo cáo xét nghiệm này vào thùng rác, kết quả bị cảnh sát phá án phát hiện, vì thế người ta dùng công phu không sợ bẩn không sợ mệt, lấy được thứ này ra. Trương Dương Đa sớm biết chuyện liễu đan thần mang thai, hắn đương nhiên sẽ không vạch trần chuyện này, nhưng đầu nhìn báo cáo đó rồi nói, người này tôi không biết nghĩ thầm Trần Đan, Liễu Đan Thần à Liễu Đan Thần, cô đổi tên cũng có sáng ý đó, nhà đầu khôn khéo như vậy sao làm việc qua loa vậy nhỉ, tôi không đành lòng làm hỏng thanh danh của cô, hiện tại chỉ sợ là giấy không thể gói được lửa rồi. Vẻ mặt chu Chí kiên tràn ngập vẻ đắc ý, hắn giờ báo cao xét nghiệm lên rồi nói, căn cứ vào ngày và số ghi bên trên, chúng tôi tìm tới bệnh viện đó, điều tra tất cả kết quả xét nghiệm của Trần Đan hôm đó. Ngôi sao như liễu đan thần đi đến đâu cũng đều sẽ để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc, Nữ y xếp nghiệp hôm ảnh từ trên ảnh đã nhận ra Trần Đan cô ta mang thai. Trương đại quan nhân thầm than trong lòng, xong rồi, chuyện của Liễu Đan thần bại lộ rồi, nếu truyền ra thì hình tượng ngọc nữ sẽ đi tong, hắn ngoài mặt thì lại vẫn bình tĩnh như thường, hỏi ngược lại, người ta có mang thai hay không thì là việc riêng, từ lúc nào cục công an của các anh sang làm việc của sở sinh đẻ vậy? Chu Chí Kiên nói, tôi nghĩ anh hiện tại chắc có chuyện muốn nói với tôi. Trương Đại Quan nhân nói, tôi có gì mà phải nói với anh? Chuyện này có liên quan tới tôi à? Chu Chí Kiên nói, chuyện này chỉ có người đương sự trong lòng hiểu rõ. Trương Đại Quan nhân cười nói, tôi hiểu rõ cái gì? Tôi và cô ta rất trong sáng, anh đừng hoài nghi tôi, người ân cần hiến hoa cho cô ta cũng đâu phải là tôi, mà tôi cũng thấy lạ, anh sao không tìm Phó Hải Triều mà hỏi? Nếu nói tới danh vọng và địa vị thì người ta mạnh hơn tôi nhiều. Anh Đừng có anh mới trả em, tôi bảo này Chu trí Kiên, tính toán trong bụng anh tôi hiểu rõ tất cả, tôi không ngại nói luôn ở đây, Liễu Đan Thần mất tích tôi cũng rất tiếc, tôi cũng rất quan tâm, nhưng chuyện này không liên quan tới tôi, các anh luôn miệng nói cô ta bị bắt cóc, tôi thấy chuyện này chưa chắc đã là bắt cóc, có lẽ cô ta sợ dư luận chung quanh mà lựa chọn trốn tránh thì sao? Công an các anh tra án quả thực cũng dụng tâm thật, nhưng tôi hy vọng khi các anh dụng tâm đồng thời cũng cân nhắc tới người ta một chút, Liễu Đan Thần là nhân vật của công chúng người ta vẫn chưa kết hôn có một số việc đừng nói lung tung ra bên ngoài chu trí kiên nói anh sợ à trương dương nói tôi sợ cái gì tôi thân chính không sợ bóng tà chu trí kiên nói chuyện đã làm thì không giấu được đâu trương dương nói anh là kiên quyết coi tôi trở thành người xấu có chứng cớ không có chứng cớ thì bắt tôi đi không có chứng cứ thì để tôi đi tôi không có hứng thú nói chuyện với anh còn nữa anh nhớ kỹ cho tôi nói thì không thể nói lung tung được phải chịu trách nhiệm trước môn hành của anh, nếu để tạo thành bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào, tôi sẽ không tha cho anh. Uy hiếp tôi à, anh cần phải hiểu rõ, nơi này là cục cảnh sát. Trương Dương cười nói, cục cảnh sát thì sao? Cục cảnh sát là nơi chính nghĩa mở rộng, không phải chỗ vô tội cho người tốt, thôi lười chẳng muốn nói nhiều với anh, tôi đi đây, chú anh còn đang chờ tôi uống rượu đó. Hắn đứng dậy bước đi. Chu Chí Kiên tức giận nói, anh đứng lại đó cho tôi. Trương Đại Quan nhân lần này thực sự nghe lời, dừng chân, nhìn thẳng Chu Chí Kiên rồi nói: "Chuyện hôm nay tôi đã nể mặt anh đủ rồi, tiểu tử, giết người chỉ là một cái gật đầu, làm người phải biết có chừng có mực, anh nếu không hiểu thì trở về thỉnh giáo trưởng bối nhà anh đi." Chu Chí Kiên giận dữ hết, "Đồ khốn nạn, đừng tưởng rằng có văn gia chống lưng thì tự cao tự đại, đã có gan làm thì vì sao không có gan chịu?" "Đồ nhu nhược." Trương Dương bật cười ha ha, hắn phát hiện Chu Chí Kiên đang cố ý chọc tức mình. Hắn nhìn chung quanh, nơi này là phân cục khu Nam Sách, nếu như mình không khống chế được cơn tức, nổi cáu lên thì chỉ sợ sẽ bị người khác bắt được nhược điểm. Chu Trí Kiên không phải xung động, hắn là đang lập bẫy, thằng bố láo, xem ra cũng có vài phần đạo hạnh. Chu Trí Kiên cho rằng Trương Dương tức quá thành cười, nhưng trên thực tế cũng thật sự là vậy, Trương đại quan nhân đã nhìn thấu tâm tư của hắn, muốn chọc giận tôi ư, muốn tôi gây sự ở cục cảnh sát ư, từ đó nắm được thóp tôi, tiến thêm một bước áp dụng hành động nhằm vào tôi không dễ dàng đâu trương đại quan nhân cười hai tiếng nhìn chu trí kiên rồi nói nể mặt hưng quốc tôi không so đo với hạng trẻ con như anh hắn nói xong thì xoay người bước đi chu trí kiên kinh ngạc nhìn trương dương thật sự không nghĩ ra nên giữ hắn lại như thế nào trương dương ra tới bên ngoài hắn không hề lập tức rời đi mà là lựa chọn tới văn phòng của cục trưởng ở trên lầu hắn muốn tìm lương liên hợp nói vài câu lương liên hợp cũng đúng là không ra gì ngoài mặt thì Sương Huynh gọi đệ với mình, nhưng thủ hạ Chu Trí Kiên của hắn thì nhằm vào mình liên tục, hắn không ngờ lại mặc kệ, cho dù anh có nỗi khổ không nói được. Trương Dương tới trước văn phòng cục trưởng, vừa hay cửa phòng mở ra, một gã nam tử từ bên trong đi ra, Lương Liên Hợp cười tiễn, nam tử đó chính là Phó Hải Triều. Lương Liên Hợp nhìn thấy Trương Dương đột nhiên hiện thân thì nụ cười không khỏi trở nên có chút xấu hổ. Trương Dương căn bản không nhìn hắn, ánh mắt dừng trên người Phó Hải Triều, nhếch môi cười nói, ôi, khéo quá, thì ra lương cục có khách quý, tôi không quấy dậy nữa. Phó Hải Triều mỉm cười, tôi phải đi rồi. Lương Liên Hợp há to miệng, ai? Phát hiện Trương Dương cũng đi theo Phó Hải Triều, chắc hẳn thằng ôn này tức mình, trong lòng Lương Liên Hợp không khỏi có chút buồn bực, chuyện này mình sao có thể khống chế được, hắn lắc đầu, rứt khoát về văn phòng làm tỉnh táo lại đầu óc. mươi 2393, đã xong trước 4. Phó Hải Triều và Trương Dương một trước một sau đi xuống lầu, tới bãi đỗ xe, Phó Hải Triều lái xe, Trương Dương không lái xe, vừa rồi là đi nhờ xe cảnh sát tới. Hiện tại về không có ai đưa hắn, chỉ có thể đi bộ. Phó Hải Triều đi ở phía trước, biết Trương Dương luôn đi theo sau mình, trong lòng ít nhiều vẫn có chút cảnh giác, thằng ôn này có tiếng là lớn gan, chắc không phải muốn đi theo mình lặng lẽ đánh mình một trận chứ, nhưng nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát trương dương hắn lớn mật tới mấy thì cũng không dám làm như vậy. Phó Hải Triều dừng chân trước xe, bình tĩnh nói, anh đi theo tôi làm gì? Trương Dương nói, đường của nhà anh à, anh có thể đi còn tôi thì không thể đi ư. Phó Hải Triều chậm rãi xoay người lại, nhìn thẳng vào hai mắt Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân đối diện với hắn, hơi nhếch mép nở nụ cười khinh thường. Phó Hải Triều nói, Liễu Đan Thần đã mất tích ba ngày rồi, nếu như anh biết nơi hạ lạc của cô ta thì hy vọng anh hãy nói ra trương dương nói không nhìn ra anh còn rất quan tâm cô ta anh là gì của cô ta phó hải triều nói bằng hữu trương dương xì một tiếng ngẩng đầu lên nhìn trời bằng hữu hai chữ này đừng có quá tùy tiện nói ra miệng phó hải triều nói tôi vẫn nghĩ anh là nam nhân có trách nhiệm trương dương nói anh nói bí hiểm quá năng lực của tôi không lý giải được Phó Hải Triều nói, liễu đan thần là bởi vì sao mà mất tích thì anh chắc hiểu rõ nhất. Trương Dương nhìn Phó Hải Triều, xem ra đám cảnh sát đó chịu không ít ảnh hưởng của anh, tôi hiện tại đã hiểu được cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng rồi. Khi nói tôi anh không thấy xấu hổ à, trong mắt Trương Đại Quan Nhân thì chuyện liễu đan thần mang thai Phó Hải Triều tồn tại hiểm nghi rất lớn. Phó Hải Triều gật đầu, xem ra chúng ta chúng ta không có gì để nói cả. Trương Dương nói, Phó Hải Triều, anh muốn làm gì tôi hiểu rõ nếu có gan thì tự mình phóng ngựa tới hà tất phải lợi dụng người khác khóe môi phó hải triều lộ ra ý cười xoay người lên xe land rover màu đen của hắn khi rời khỏi cửa lớn phân cục khu nam sách từ gương chiếu hậu nhìn lại trương dương nghịch gió đi theo phía sau phó hải triều móc di động ra gọi số bạn á huy hà tôi là hải triều tôi cung cấp tin tức đầu tiên cho anh trương đại quan nhân trên đường tới cửa phân cục thì vươn tay ra bắt xe không biết là có phải xe taxi cũng có chút kiêng rẻ với cục công an hay không, hơn 10 phút không ngờ không bắt được chiếc nào, trương đại quan nhân bực lắm, đang bực thì xe cảnh sát của lương liên hợp lái tới, khi đi qua bên cạnh trương dương thì ngừng lại, hạ cửa kính xe xuống rồi nói, lên xe. Trương dương cũng không khách khí với hắn, tới ghế phụ rồi ngồi xuống. Lương liên hợp nhắc nhở hắn, dây an toàn. Trương dương nói, không quen. Lương liên hợp nói, đeo vào. Trương Dương chỉ có thể thắt dây, lương cục, sao lại tự mình lái xe thế? Anh có nhiều thủ hạ như vậy, sao có tí việc nhỏ mà phải đích thân động thủ? Lương Liên Hợp nghe ra thằng cha này đang nói móc mình, ho khan một tiếng rồi nói, vụ án của Liễu Đan Thần tôi giao cho Chu Trí Kiên rồi, vừa rồi Phó Hải Triều đến văn phòng tôi để hỏi tiến triển tình tiết vụ án, hắn và Liễu Đan Thần là bạn tốt. Chu Trí Kiên tới ban chú kinh tìm tôi cũng là chủ ý của anh à. Lương Liên Hợp lắc đầu, chuyện này không liên quan tới tôi. Trương Dương nói, càng muốn làm người tốt thì kết quả lại hai mặt không phải là người. Lương Liên Hợp cười vô cùng gượng ép, hắn nói lảng đi, anh đi đâu, tôi chở. Trương Dương nói, ban chú Kinh Bình Hải, tỉnh trưởng của chúng tôi còn gọi tôi buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Hắn nhìn đồng hồ, đã sắp tới một giờ rồi, qua giờ cơm trưa rồi. Lương Liên Hợp nói, tỉnh trưởng của các anh chẳng phải là chú của chu Trí Kiên Ư. Trương Dương nói, đúng, hôm nay chú Trí Kiên trước mặt chú hắn mời tôi đi, tỉnh trưởng chu vẫn chưa biết tôi phạm vào chuyện to bằng trời đâu. Lương Liên Hợp dùng khóe mắt liếc Trương Dương một cái, về chuyện của Liễu Đan Thần, anh hình như còn giấu rất nhiều điều. Trương Dương quay sang nhìn hắn, lương cục, ngài rốt cuộc là đúng dịp hảo tâm đưa tôi một đường hay là cảm thấy chưa điều tra đủ, cho nên tự mình ra trận, liên tục thẩm vấn tôi. Lương Liên Hợp nói, anh đừng hiểu lầm, tôi ngày mai phải tới tỉnh Vân An học rồi, rời khỏi những chuyện phiền toái này càng xa thì càng tốt. Chúng ta ít gì cũng là bạn bè, cho dù trong lòng anh không nghĩ như vậy thì tôi vẫn coi anh là bằng hữu. Trương Dương nói, anh nói như vậy cứ như là tôi làm chuyện có lỗi với anh vậy. Lương Liên hợp nói, tôi là gì có chỗ nào không phải với anh. Trương Dương nói thôi, anh cũng không dễ dàng gì, làm cục trưởng mà ngay cả cảnh sát dưới tay cũng không quản được. Lương Liên hợp nói, anh đừng khích tôi, tôi công tác nhiều năm như vậy rồi sóng gió gì mà chưa trải qua hiện tại tôi đã là tâm thái thản nhiên như không nếu nói tới chu trí kiên thì năng lực công tác cũng không tồi vụ án của liễu đan thần hắn đã tra ra một số manh mối nói tới đây hắn tạm dừng một chút rồi lại nhìn trương dương trương dương không nói gì chờ lương liên hợp nói tiếp lương liên hợp nói chuyện của liễu đan thần có liên quan tới anh không trương dương nói không liên quan giữa tôi và cô ta tuyệt đối là trong sạch lương liên hợp nói nhưng trước khi Liễu Đan Thần mất tích, rất nhiều hành vi của anh quả thực nói không thông, anh đừng nói Chu Chí Kiên nhằm vào anh, đổi thành bất kỳ ai cũng sẽ coi anh là đối tượng hoài nghi hàng đầu." Trương Dương nói, "Hoài nghi là gì? Hoài nghi tôi có liên quan tới sự mất tích của cô ta à? Hoài nghi tôi giấu cô ta ư?" Lương Liên Hợp nói, "Liễu Đan Thần trước khi mất tích đã có bầu." Trương Dương nói, "Tôi cũng không liên quan tới chuyện này." Lương Liên Hợp thở dài, "Không liên quan là tốt nhất." Trương Dương nói, tôi nói này lương cục, anh để lộ chút cho tôi đi, hiện tại các anh có phải đã liệt tôi vào người hiểm nghi trọng điểm rồi không? Lương Liên Hợp không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, hỏi ngược lại anh thấy sao? Trương Dương nói, dù sao tôi cũng không nói rõ được, các anh cũng không có chứng cứ để bắt tôi, tôi thấy tất cả chỉ có đợi tới khi tìm được liễu đan thần mới có thể giải thích rõ của. Trương Dương trở lại ban chú kinh thì đã là ai giờ chiều, hắn hỏi qua Hồng Vệ Đông mới biết Chu Hưng Dân đã đi rồi, Trương Dương vốn cho rằng Chu Hưng Dân sẽ ở lại gặp mình một lần, nhưng nghĩ lại, hôm nay Chu Hưng Dân mời mình cơm chưa có thể chỉ là khách sáo, nếu như không thì y vì sao không gọi điện thoại? Trương Dương cảm thấy Chu Hưng Dân làm việc có chút khiến hắn nhìn không thấu, Chu Hưng Quốc nếu đã biết Chu Chí Kiên đang nhằm vào mình, Chu Hưng Dân cũng có thể biết, chẳng lẽ y cũng không có phản ứng gì với cách làm của cháu y đối với mình ư? Trương Dương vừa nghĩ vừa đi về phía thang máy, Lễ Tân nhìn thấy hắn thì hô: "Bí thư Trương" xin ngài dừng bước. Trương Dương dừng chân, nhân viên lễ tân bước nhanh tới đưa một phong thư cho hắn, thư của ngài. Trương Dương cầm lá thư này lên nhìn nhìn, bên trên không có chữ ký người viết, hắn cười cười với nhân viên lễ tân cảm ơn. Đi vào thang máy, Trương Dương mở lá thư này ra, bên trong không có giấy viết thư, Trương Dương mở to miệng phong thư rồi nhìn vào bên trong, liền thấy bên trong có mấy cọng tóc, nội tâm không khỏi trầm xuống, hắn nhìn nhìn chung quanh, ra khỏi thang máy rồi nhanh chóng trở lại trong phòng mình, đóng cửa phòng, lúc này mới mở phong thư ra, phát hiện bên trong còn có một tờ giấy, bên trên là một hàng chữ, nữ nhân của anh đang ở trong tay tôi. Trương Đại quan nhân trong lòng cả kinh, hắn đầu tiên nghĩ đến tần manh manh, cầm mấy sợi tóc lên, mần mần môi, chỉ từ sợi tóc thì hắn không thể nhìn ra được manh mối gì. Xoay ngược tờ giấy lại, nhìn thấy trên tờ giấy có một vết máu. Trương Dương nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại gọi cho Triệu Quốc Cường dù sao Triệu Quốc Cường ở phương diện này cũng có kinh nghiệm phong phú, Triệu Quốc Cường nghe nói hắn nhận được một phong thư kỳ quái như vậy thì bảo hắn đi tìm bạn học cũ của mình, đại đội trưởng hình cảnh phân cục Tây Kinh Vu Cường Hoa để giám định. Trương Dương và Vu Cường Hoa cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau, lúc trước hung phát sinh ở trước cửa Hương Sơn biệt viện chính là Vu Cường Hoa phụ trách, là hắn giúp mình xóa hết hiểm nghi, Trương Dương không hề nói với Vu Cường Hoa nội dung phong thư, chỉ bảo hắn giúp giám định vết máu và tóc, sau đó thì chụp kết quả về cho Triệu Quốc Cường, để Triệu Quốc Cường ở Bắc Cảng tiến hành bài tra. Phu Cường hoa nể mặt Triệu Quốc Cường nên vui vẻ đáp ứng, hắn đáp ứng Trương Dương, nhất định mau chóng gửi kết quả phân tích cho Triệu Quốc Cường. Sau khi Trương Dương xác nhận tần manh manh vẫn ẩn thân êm đẹp ở chỗ của Sử Thương Hải thì thoáng yên lòng, như vậy xem ra tóc và vết máu rất có thể là của Liễu Đan Thần. Có điều đối phương vì sao ở trong thư gọi là nữ nhân của hắn. Trương đại quan nhân thật sự có chút không thể nào hiểu nổi. chương 2394, Ngã bài 1 Loại người như anh đến chỗ nào cũng đều có thể dẫn tới phân tranh, nguyên nhân là vì anh quá thích xen vào việc của người khác. Cao Liêm Minh tổng kết về Trương Dương. Trương đại quan nhân cười trừ, tài liệu khởi tố tôi bảo anh chuẩn bị giúp tôi thế nào rồi. Cao Liêm Minh rụi rụi đôi mắt đã đỏ rực, tôi thức cả một đêm, chuẩn bị cũng gần xong rồi, có điều khởi tố tần chấn đường phóng hỏa hành hung thì hình như không có chứng cứ thiết thực, hắn có nhân chứng còn anh thì không có. Nhân chứng cái rắm đám quân nhân thủ hạ của cho là một bọn với hắn, đương nhiên phải lên tiếng vì hắn rồi. Cao Liêm Minh nói, tội danh gây nguy hại tới an toàn công cộng này trên cơ bản còn tạm được, nhưng trong đó cũng tồn tại một tính xác định, lúc ấy đội phòng cháy có mặt ở hiện trường, nếu như đội phòng cháy không muốn cung cấp chứng cứ, nếu như bọn họ đứng ở bên tần chấn đường thì chúng ta cũng chỉ uổng công. Trương đại quan nhân nói, kết quả không quan trọng, chủ yếu là ảnh hưởng, tôi muốn hắn không được yên. Cao Liêm Minh cười nói, âm hiểm quá, cái này gọi là dục ra chi tội. Hai người đang nói chuyện thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn, Cao Liêm Minh đứng dậy ra mở cửa, đứng ngoài cửa là Hồng Vệ Đông, hắn cười cười với Cao Liêm Minh, cầm một tờ báo, tới trước mặt Trương Dương rồi đưa cho hắn, anh xem tin tức đi. Trương đại quan nhân không xem thì thôi, xem rồi thì cơ hồ tức muốn nổ phổi, bên trên đăng tin tức liễu đan thần mất tích chẳng những nói rõ chuyện này, hơn nữa còn ở trong đó phân tích về án kiệt, trong đó không ít đều là tin tức nội bộ, còn chỉ rõ liễu đan thần trước khi mất tích đã mang thai, nói cô ta trước khi mất tích có quan hệ ám muội với một vị bí thư thị ủy thành phố tỉnh Bình Hải nào đó. Tuy rằng không chỉ tên nói họ người nọ là Trương Dương, có điều phàm là người quen Trương Dương vừa nhìn đã biết là nói về hắn. Càng tức giận hơn là, bên cạnh tin tức này còn đăng tin tức Trương Dương tham gia hội hiệp bàn kinh mộng, bên trên còn phối với một tấm ảnh của Trương Đại Quan Nhân ở hiện trường, đây căn bản chính là sợ người khác không nghĩ ra là Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân ném tờ báo sang bên, tức giận nói, vớ vẩn. Cao Liêm Minh nhìn thấy hắn đột nhiên tức giận như vậy thì cũng cảm thấy có chút tò mò, cầm tờ báo lên đọc. Xì một tiếng bật cười, hắn biểu môi nói, tôi nói này bí thư Trương, bài báo này hình như đang ám chỉ anh. Trương Đại Quan Nhân tức giận chừng mắt lườm hắn một cái, bởi vì Hồng Vệ Đông ở đây, cũng không tiện phát tác, lúc này hắn ngược lại rất bình tĩnh, người viết bài báo này nhất định biết rõ nội tình, hơn nữa từ bên trên có thể thấy được, bên trong có rất nhiều nội dung đều thuộc về cơ mật. Khẳng định là nội bộ cảnh sát để lộ ra. Hồng vệ Đông nói: "Bí thư Trương, tôi thấy bài báo này có tính châm trích rất mạnh, nếu như không nhanh chóng xử lý chuyện này, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất không tốt." Trương Dương nói: "Cũng không có gì cả, người ta chưa chắc đã viết về tôi, chúng ta cần gì phải lo sợ không đâu." Hồng vệ đông chỉ hào tâm nhắc nhở hắn, nhìn thấy Trương Dương đầu tiên là tức giận, nhưng lập tức lại biểu hiện vẻ tâm bình khí hòa, cũng ý thức được Trương Dương không muốn ở trước mặt mình nói thêm gì cả, vì thế cười cười cáo từ. Hồng vệ đông đi rồi, Cao Liêm Minh tiến đến bên cạnh Trương Dương, lão đại à, phóng viên Á Huy này căn bản là đang nhắm vào anh, bài báo này rõ ràng là nói liễu đan thần mang thai là bởi vì anh. Trương đại quan nhân bất mãn nhìn hắn một cái, anh tin à. Cao Liêm Minh gật đầu, không ngại anh thức giận, tôi tin, cái này rất giống phong cách nhất quán của anh. Có tin tôi và vỡ mồm anh ra không? Trương đại quan nhân trực tiếp tìm tới Nhật báo Kinh Giang. Hắn giao tiếp với phóng viên cũng không phải là ngày một ngày hai. Câu nói phòng cháy phòng trộm phòng phóng viên không sai, hơi không lưu ý, lại nhảy ra một tên muốn đối nghịch với mình. Á Huy tên thật là Lưu Á Huy, hắn là bạn học cũ của Phó Hải Triều, nghe nói bí thư thị ủy Tân Hải tới đây tìm, lưu á huy vốn định tránh không gặp nhưng nghĩ lại dù sao cũng không tránh được vẫn đồng ý để trương dương tới văn phòng của hắn lưu á huy vốn cho rằng trương dương sẽ nổi giận đùng đùng xông vào nhưng khi thấy hắn thì lại thấy trương dương vẻ mặt như gió xuân ngược lại khiến lưu á huy không mò được sự sâu cạn của hắn trương dương vừa vào cửa hắn liền cho rằng là tới tìm mình khởi binh hỏi tội đối với những việc xấu của trương đại quan nhân hắn cũng từng nghe nói không ít động cái là tát người ta hôm nay không khéo chính là đến tìm mình để thực thi bạo lực nghĩ đến đây tim lưu á huy đập bịch bịch có điều hắn cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý về điều này trương dương tốt nhất đừng ra tay chỉ cần hắn ra tay thì lần này người té ngã nhất định là hắn trương đại quan nhân căn bản không có ý ra tay hắn lấy ra tờ báo đó chỉ vào ảnh bên trên trên anh không phải là tôi ư lưu á huy không xem cũng biết là nội dung gì hắn cười nói bí thư trương nhìn lầm rồi đây là hai bài khác nhau anh xem Bài có ảnh này không phải tôi viết, còn bài về Liễu Đan Thần mới là bút tích của tôi." Trương Đại Quan Nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn, nghĩ thầm thằng chó này, mày không ngờ còn dám thừa nhận trước mặt tao, xem như cũng có chút đảm lượng. Trương Đại Quan Nhân hai tay chống xuống bàn, Lưu Á Huy lúc này mới ý thức được vẫn chưa mời người ta ngồi xuống, Trương Dương dùng tư thế như vậy để đứng, trên tâm lý tạo cho hắn một loại uy áp vô hình, Lưu Á Huy vội vàng nói, "Mời ngồi." Trương Đại Quan Nhân không ngồi nhìn chằm chằm vào hai mắt Lưu Á Huy rồi nói, xem ra tôi hiểu lầm rồi. Lưu Á Huy cười nói, chắc vậy. Dưới cái nhìn của Trương Dương, hắn rất hoảng hốt. Trương Dương nói, có chuyện tôi thấy rất bực, chuyện của Liễu Đan thần anh là từ đâu mà biết. Lưu Á Huy có chút sợ ánh mắt của Trương Dương, hắn muốn rút ra, nhưng lại cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ có ma lực, bất kể hắn cố gắng như thế nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của đối phương. Tim hắn cũng không ngừng đập nhanh hơn tựa hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, Lưu Á Huy ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói, tôi chỉ là đang làm tin tức. Trương Dương nói, kinh thành này tuy rằng rất lớn, nhưng muốn tra ra một số việc cũng không khó khăn, anh và Phó Hải Triều là bạn học cũ, mấy tin tức này đều là do hắn nói cho anh đúng không? Chán Lưu Á Huy đã túy mồ hôi, hắn rõ ràng muốn nói không phải, nhưng lời nói đến môi thì ở trong lúc có người đang bắt hắn phải nói thật, hắn gật đầu, đúng. Trương Đại Quan Nhân đã dùng tới nhiếp hồn thuật đối với Lưu Á Huy, đối phó với tên phóng viên không có võ công này, Trương Đại Quan Nhân đương nhiên không cần tốn nhiều sức. Trương Dương nói là hắn bảo anh cố ý sắp đặt hai bài báo cạnh nhau, như vậy, người khác vừa đọc là biết nam nhân trong bài báo của anh chính là tôi, làm bại hoại danh dự của tôi có phải hay không? chương 2.395, ngả bài 2 Lưu Á Huy nói, đúng, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi với anh không cừu không oán, anh không ngờ lại hại tôi như vậy, anh đây là tiếp tay cho giặc. Lưu Á Huy không có phản ứng gì, lúc này thần trí của hắn đã hoàn toàn bị Trương Dương khống chế. Trương Dương nói, chưa bảo anh viết bài báo này ra thì hắn còn bảo anh làm gì? Lưu Á Huy thành thành thật thật hồi đáp, hắn bảo tôi không phải sợ anh, chỉ cần anh dám ra tay với tôi thì hắn sẽ lấy lại công đạo cho tôi. Trương Đại Quan Nhân phát hiện Phó Hải Triều này thực sự rất âm hiểm liên tiếp suốt chiêu nhắm vào mình, ở phân cục khu nam sách cũng vậy, ở đây cũng vậy, may mà mình cảnh giác, nếu như không kiềm chế được thực sự đánh cho Lưu Á Huy một trận, chỉ sợ hắn sẽ tóm lấy điểm này không buông. Trương Dương lại hỏi thêm mấy câu, xem ra chuyện Lưu Á Huy biết cũng không tính là nhiều, Trương Dương không hề làm khó hắn, người này chỉ là giúp Phó Hải Triều làm việc mà thôi, oan có đầu nợ có chủ, việc hắn phải làm là đi tìm Phó Hải Triều mới đúng. Trương Đại Quan Nhân tìm Lưu Á Huy là đã có chuẩn bị, Hắn khi đi vào văn phòng của Lưu Á Huy thì bật điện thoại gọi cho Phó Hải Triều, sau đó thì hỏi Lưu Á Huy, Lưu Á Huy trúng bẫy của hắn, tất nhiên sẽ hỏi gì đáp nấy. Phó Hải Triều ở đầu kia điện thoại nghe dành mạch đối thoại giữa bọn họ, Trương Dương hỏi xong thì cầm điện thoại, cười lạnh nói, "Phó Hải Triều, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, anh tốt xấu gì cũng là lão tổng của xí nghiệp quốc gia, là người có thân phận có địa vị." Sao cứ đi làm một số chuyện ba lạc, anh nghĩ xem nếu đưa a chuyện này cho tòa soạn báo thì sẽ có ảnh hưởng gì. Phó Hải Triều ở đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát rồi nói khẽ trong đây có chút hiểu lầm. Trương Dương nói, tôi mặc kệ hiểu lầm hay không, cá đàn ông thì đã làm phải thừa nhận. Phó Hải Triều nói, anh có thời gian, tôi muốn gặp mặt anh. Trương Dương nói, bên cạnh tòa soạn báo có quán trà, 20 phút nữa tôi sẽ ở đó gặp mặt anh. Phó Hải Triều tới một mình. Trương Dương đang ở nhã gian chờ hắn, bộ dạng như muốn khởi binh hỏi tội. Nhìn thấy Phó Hải Triều tới, Trương Dương hơi ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Phó Hải Triều ngồi xuống đối diện mình. Phó Hải Triều vô cùng chấn định, ngồi ở đó, gọi phục vụ cho chén hồng trà. Trương Dương nói, anh nên cho tôi một giải thích hợp lý. Phó Hải Triều nói, cho tới hôm nay Liễu Đan Thần đã mất tích 4 ngày rồi. Trương Dương không ngờ hắn bắt đầu từ đề tài này, khinh thường nói anh quan tâm tới cô ta ư phó hải triều nói đương nhiên dối trá phó hải triều bị đánh giá như vậy thì chẳng những không tức giận ngược lại bật cười anh có thành kiến đối với tôi trương dương nói nếu như quan tâm tới một người thì sẽ không lấy chuyện xấu của cô ta ra tuyên dương khắp nơi anh sợ à trương đại quan nhân cười nói chuyện tôi đã làm trước giờ không hề sợ thừa nhận chuyện tôi không lòng thì đừng hòng ai đổ lên đầu tôi được Phó Hải Triều gật đầu, người trong quan trường, ngoài miệng một kiểu, nhưng khi làm lại kiểu khác. Trương Dương nói, anh liên tục nhắm vào tôi, chẳng phải là muốn thông qua tôi để liên lụy tới văn gia ư. Phó Hải Triều bị Trương Dương vạch trần dụng ý, hắn cười cười không nói gì, cầm chén trà lên nhấp một ngụm, một lát sau mới nói, ấn tượng của anh dành cho tôi là một người tính tình xung động. Cho nên anh cố ý chọc giận tôi, không tiếc lợi dụng Chu Chí Kiên, Lưu Á Huy, liên tiếp khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi, nếu như tôi không kiềm chế được chúng bẫy của anh anh sẽ lợi dụng cơ hội này để làm cho phó hải triều nói tôi không đê tiện như trong tưởng tượng của anh trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn hắn nhưng từ trên người anh tôi không nhìn ra chỗ nào cao thượng cả phó hải triều nói tôi thừa nhận tôi đối với anh có chút thành kiến nhưng bất kể quan hệ giữa chúng ta như thế nào thì tôi cũng đều hy vọng mau chóng tìm được liễu đan thần trương dương nói phó hải triều con người anh vừa dối trá vừa vô sỉ, xin anh đừng ba lần bảy lượt lấy liễu đan thần ra làm cớ. Hạng trang múa kiếm ý ở bái công, dụng ý của anh là gì thì trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Hôm nay tôi sở dĩ đồng ý gặp mặt A à không phải vì tôi mà thỏa hiệp, mà là tôi lười chẳng buồn quan tâm tới anh. Chuyện bài báo tôi có thể không so đo với anh, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, về sau tôi không hy vọng chuyện đồng dạng phát sinh. Khóe môi phó hải triều vẫn giữ nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn tựa như rất khiêm tốn, bị người ta trực tiếp đâm phá dụng tâm tư vị rất xấu hổ nhưng phó hải triều che giấu rất tốt giống như những gì trương dương nói không liên can tới mình trương dương nói tôi tin giữa cha anh và cha nuôi của tôi là quân tử chi tranh sao cứ phải dùng sự thông minh vặt của tiểu nhân để bôi đen họ phó hải triều nói anh so với trong tưởng tượng của tôi thì nhìn thấu triệt hơn nhiều trương dương nói bởi vì tôi không quan tâm hắn cầm chén trà uống một ngụm rồi nói liễu đan thần là bằng hữu của tôi Tôi cũng hy vọng cô ta được bình an, hy vọng anh đừng lợi dụng chuyện của cô ta để bôi nhọ, anh có thể làm được không?" Phó Hải Triều nói, "Cô ta đã mang thai. Không liên can tới tôi." Khi Trương Đại quan nhân đang nói chuyện thì di động đổ chuông, người gọi điện thoại tới là Triệu Quốc Cường, mục đích hắn gọi cú điện thoại này là muốn nói cho Trương Dương kết quả điều tra mới nhất, phu cường hoa đã gửi cho hắn kết quả phân tích Triệu Quốc Cường nói, căn cứ vào đối chiếu thì đã xác định tóc và vết máu anh nhận được thuộc về liễu đan thần. Trương đại quan nhân ạc một tiếng, trong lòng có chút kỳ quái, người này vì sao gửi tóc của liễu đan thần cho mình? Chẳng lẽ muốn lợi dụng liễu đan thần để áp chế mình? Thế không logic tí nào, giữa mình và liễu đan thần chỉ miễn cưỡng được coi là bằng hiếu, cũng không có quan hệ thân mật gì. Bên kia giọng nói của Triệu Quốc Cường đột nhiên thấp đi, hắn nói khẽ tôi lại làm thêm một số đối chiếu, anh còn nhớ áo sơ mi lúc trước anh đưa cho tôi không? Tim Trương Dương lập tức đập nhanh hơn, hắn tựa hồ dự liệu được gì đó, tim đập bịch bịch, ông trời chẳng lẽ lại chơi tôi như vậy? Triệu Quốc Cường nói, máu trên áo sơ mi của anh và mẫu mà anh gửi tới hoàn toàn giống nhau, nói cách khác đều thuộc về liễu đan thần. Lời tiếp theo Triệu Quốc Cường không cần phải nói, Trương Dương anh đã làm gì liễu đan thần thì trong lòng anh tự hiểu rõ, minh bạch là được rồi, không cần điểm thấu. Trương đại quan nhân có chút sướng sờ, thế không khoa học, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết mình và Thiệu Minh Phi chưa phát sinh chuyện gì, nhưng buổi tối ngày đó cổ độc của hắn phát tác, đối với chuyện xảy ra lúc ấy thì hoàn toàn không có ấn tượng, hắn sao lại ở dưới trạng thái mơ hồ làm gì liễu đan thần, liễu đan thần và Thiệu Minh Phi rốt cuộc có quan hệ gì. Thiệu Minh Phi vì sao muốn lợi dụng cô ta, nhưng về sao liễu đan thần vì sao lại không nhắc tới chuyện này, để mình chiếm tiện nghi lớn như vậy. Hiện giờ cô ta đã mang thai, không cần hỏi cũng biết đứa nhỏ trong bụng là của mình, trời ơi, đất ơi, sao không cho mình đeo bao cao su. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 241.